Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn có tựa đề Cuồng Tính của Huỳnh Thiên Hương. Đây là một tác giả lần đầu tiên cộng tác với kênh của chúng ta, mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của bà con quý thính giả nhé. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Mai và Duyên là hai người bạn vô cùng thân thiết. Cả hai cùng học từ mẫu giáo, rồi lên tiểu học, trung học, cấp 3. Hai người một lần nữa được chung trường đại học nhưng lại khác ngành. Mai học chuyên ngành công nghệ thông tin vì cô rất thích lập trình và những thứ liên quan đến máy tính. Ngược lại, Duyên có tính cách mạnh mẽ, lại không thích làm theo tiêu chuẩn của người khác đặt ra, nên đã chọn ngành điện đi theo học. Mai còn nhớ lúc đó mẹ Duyên đã rất tức giận. Một hai bắt cô phải đổi ngành, nhưng đơn đăng ký đã nộp, không thay đổi được. Duyên sợ mẹ cho nên chạy sang nhà Mai trốn tận mấy ngày mới chịu về nhà. Lúc này thì mẹ cô cũng chẳng nói thêm gì được nữa. Cả hai thuê một cái phòng trọ ở chung và dành hẳn ra một ngày để tìm, sắp xếp đồ đạc chuyển tới. Vì quá quen thuộc tính cách của nhau nên việc thống nhất chỗ ở hay cách sắp xếp mọi thứ đều rất trơn tru. Cả hai tìm được một căn phòng nhỏ xinh, đơn giản, yên tĩnh, gần trường mà giá lại cực kỳ sinh viên. Khu trọ được bạn bè giới thiệu có hai tầng. Hai người thuê được căn phòng ở cuối dãy tầng 2. Có cửa sổ nhìn ra hành lang phía trước. Để bàn học ở đó, có thể vừa hóng gió vừa nhìn ngắm cảnh. Một cái cửa sổ khác trong phòng dùng để thoáng khí. Hành lang phía trước tương đối rộng, có thể đặt thêm vài ba chậu hoa hay cây cảnh, vẫn còn dư chỗ đứng. Vì nằm ở vị trí cuối cùng nên bà chủ trọ nói bọn họ có thể sử dụng thoải mái phần hành lang này, đừng tự cản đường mình là được. Điều hạn chế duy nhất của căn phòng nằm ở cửa sổ dùng để thoáng khí kia. Ngoài công dụng đó ra, nó còn trực tiếp nhìn qua được phòng ở tầng 2 của nhà hàng xóm. Hai cửa sổ của hai nhà cách nhau chưa đến 3 mét. Nếu như bình thường không đóng rèm thì bên cạnh đều có thể dễ dàng nhìn sang, thấy được hết mọi thứ. Cũng may là phòng đã có mắt màng ở đó, nếu không thì cả hai lại phải chạy đi tìm chỗ mua, chắc mất hết cả một buổi. Mới lên thành phố chưa được bao lâu, cái gì cũng không quen, nên hai cô gái bình thường chẳng dám đi đâu. Giờ Mai và Duyên mới thấy cái gì thân thuộc thường đáng quý hơn là những điều hào nhoáng mới mẻ. Buổi tối đầu tiên ngủ ở phòng trọ, Mai gặp một chuyện rất kỳ lạ. Nửa đêm thức dậy uống nước, cô theo thói quen đưa tay lên đầu giường tìm kiếm, mới nhớ là không giống như nhà cũ mà có cái đầu tủ để đồ. Cô đấu tranh tâm lý giữa việc nhìn khác tới sáng, hoặc là bỏ ra 5 phút để ngồi dậy và đi tới cái thùng rót nước uống. Và cuối cùng vẫn phải chịu thua theo sợi dây lý trí của mình. Mai thường thức dậy vào giữa đêm để uống nước, nên lúc trước mỗi tối trước khi đi ngủ, cô đều đặt một ly nước ở tủ đặt ở đầu giường. Ngày đầu tiên dọn đến chưa có đầy đủ nội thất, lại sợ bản thân không chú ý sẽ đá ngã đi nếu để dưới đất, cho nên cô chọn từ bỏ thói quen đó một đêm. Nhưng ai ngờ đang ngủ ngon lại bị bực dậy, lại còn phải lê lết cái thân xác để đi dỗ cái cổ họng đang khát khô, khiến cho tâm trạng của Mai có chút bực bội. Cô đi đến thùng rót nước ra một ly đầy, vừa uống vừa đảo mắt nhìn quanh. Đột nhiên bên cửa sổ đối diện rồi đến thứ ánh sáng có màu sắc vô cùng kỳ lạ. Mai bước đến hé màn ra một chút để nhìn sang, thì thấy trong căn phòng đối diện đang chiếu ra ánh sáng màu đỏ kỳ dị. Trong đầu ngay lập tức liền nghĩ, ai lại mua cái đèn ngủ màu đỏ bao giờ? Ngay lúc đó, một cái bóng màu đen xuất hiện trên màn cửa. Người đó cầm trên tay một thứ dài mỏng, giống như là một loại vũ khí ở trong phim. Sau đó bắt đầu nhảy múa. Điệu nhảy vừa bắt đầu,
thì bên tai cô truyền đến âm thanh rầm rì như tiếng tụng và tiếng chuông, mỗi lúc rung lên theo nhịp điệu. Nhìn rất giống như một nghi thức trong mấy buổi lễ trừ tà mà cô hay xem trên phim. Một người cầm chuông vừa nhảy vừa rung, miệng thì lầm bầm cái thứ tiếng không ai hiểu được. Âm thanh trầm trì kia kết thúc đi, bóng đen khom người cầm lên thứ gì đó giống như là tóc. Tay kia giương cao, trong khi đang cầm cái thứ dài mỏng mà chém xuống. Mai trừng mắt sợ hãi, bàn tay run rẩy giữ chặt tấm rèm. Tim cô như ngừng đập trong giây lát. Khi cô nhìn thấy cái thứ người kia cầm trong tay rất giống như một cái đầu với mái tóc dài. Bóng đen dần phóng lớn, chứng tỏ người đó đang đi lại gần cánh cửa. Xoạt một tiếng, rèm cửa bị kéo ra. Mai buông tay đứng nép sau bức tường dậy, tay đặt lên ngực, ngăn không cho trái tim bay ra ngoài bị đập mạnh. Đó là một vụ giết người sao? Cả buổi tối Mai luôn suy nghĩ về chuyện đó nên không cách nào ngủ lại được. Duyên thức dậy thấy cô bạn đang ngồi trên bàn học, liền giật mình hỏi: "Ủa, buổi tối không ngủ hả? Sao nhìn mặt ghê vậy?" Mai nhìn Duyên hồi lâu vẫn không nói gì. Cô không biết có nên nói về chuyện bản thân đã nhìn thấy hay không. Nếu như đó chỉ là một giấc mơ hoặc là một ảo giác, cô cũng không chắc chắn bất cứ điều gì ở đây cả. Nên nếu Duyên bị những lời nói của cô mà bị liên lụy thì cô phải làm sao? Lạ chỗ thôi, vài bữa là hết mà. Bà tắm trước đi, tôi đi mua đồ ăn sáng cho. Duyên giơ ngón tay cái lên đầy vẻ tán thưởng. Đúng là bạn cùng phòng tốt ghê. Hủ tiếu không để hành, cảm ơn nha. Mai cầm ví đi xuống lầu, vừa bước ra cửa liền nhìn thấy cánh cửa nhà bên cạnh mở ra. Từ bên trong xuất hiện một chàng trai trẻ, vẻ ngoài tuấn tú, phong cách ăn mặc vô cùng hút mắt. Nếu như bình thường thì người này đã để lại cho cô một ấn tượng vô cùng tốt. Nhưng nghĩ đến chuyện bản thân nhìn thấy tối qua, liền theo phản xạ mà tránh ánh nhìn của hắn ta. Những người bên trong những phòng trọ khác cũng lục tục thức dậy và ra ngoài. Người thì chạy thể dục, người thì cầm giỏ chuẩn bị đi chợ. Một người phụ nữ trên tay cầm cái giỏ sách, vừa đi ra thấy hắn liền vui vẻ chào. Hắn cũng niềm nở mà chào lại. Mai nhìn thấy thái độ lịch sự nhã nhặn lại còn lễ phép của người kia thì rất ngạc nhiên. Cái bộ dáng đó thì làm sao có thể so sánh với một tên khát máu giết người được chứ. Thấy hai người họ nói chuyện xong, Mai giả vờ lại gần người phụ nữ, giới thiệu mình là người mới dọn đến, lịch sự chào hỏi đôi ba câu bâng quơ. Nói một chút, Mai biết được người phụ nữ này tên là Tuyết, chồng bà thứ hai, nên người xung quanh đều kêu bà là Hai Tuyết. Vị Tuyết năm nay đã ngoài 40, cùng chồng đến thành phố hơn 20 năm, cũng sống trong khu trọ này được 14 năm rồi. Nói bà là thổ địa ở đây cũng không ngoa chút nào. Đi thêm một chút, thấy khu chợ nhỏ đã ở gần trước mặt, Mai mới mở lời nhắc về chàng trai kia. Hai người tách nhau ở trước chợ và cô cũng đã biết được người đó là ai. Chàng trai tuấn tú ấy tên là Trung, là sinh viên năm cuối của trường sân khấu điện ảnh. Ngôi trường này cũng không cách trường cô quá xa. Lúc đi tìm nhà trọ, cô cũng thấy mấy lần. Nghe nói hắn là sinh viên của trường sân khấu, cô liền hiểu bản thân đã hiểu lầm rồi. Đó chắc chỉ là một vở kịch có phần kinh dị vào cuối khóa học mà thôi. Nghĩ lại thì ai mà lại giết người một cách trắng trợn như vậy được. Mặc dù là đêm khuya, nhưng lúc đó chỉ mới qua 10 giờ hơn. Ở thành phố thì đó mới là thời gian bắt đầu buổi tối của một số người. Hơn nữa cánh cửa sổ phòng đối diện chính là phòng cô. Dựa vào ánh sáng của đèn ngủ, người kia thừa biết nó đã được thuê và khả năng người đối diện có thể nhìn thấy mọi chuyện rất là cao. Thì hắn làm sao liều lĩnh đến vậy chứ? Tự mình hiểu lầm, lại tự mình nghĩ thông mọi chuyện.
Mai thật sự muốn tự đánh vào đầu mình cho tỉnh ra. Cô đã định nói với Duyên, nhưng cuối cùng lại sợ liên lụy nên im lặng. Cũng may là im lặng, chứ nếu không chắc còn lôi thôi khó lường hơn rất nhiều. Trong cả tháng sau đó, Mai lại nghe thêm âm thanh kia mấy lần nữa. Có tuần còn liên tục diễn ra mấy ngày. Cô nghĩ chắc thời gian nộp bài sắp đến rồi, cho nên tên Trung đó mới chăm chỉ như vậy. Một ngày đang ngồi ở lớp học trong giờ giải lao, Mai đột nhiên nghe thấy âm thanh vô cùng quen thuộc, liền ngẩng đầu lên nhìn. Người bạn bàn bên đang xem một video trên mạng, mà không biết rằng tai nghe đã bị lỏng ra. Âm thanh kia không chỉ thu hút cô, mà thu hút rất nhiều người trong lớp. Mọi người cứ tưởng bạn học đang xem phim ma, liền tụ lại xem thử. Mai cũng tò mò nghiêng người nhìn xem đó là cái gì. Nội dung đoạn video không có gì đáng sợ, chỉ là những hình ảnh được chạy bên dưới nền của một đoạn nhạc kinh dị. Bạn học bên cạnh khi nhìn thấy đã cười cậu bạn quá tối cổ. Đến giờ mới xem cái này hay sao? Đó là video nói về quỷ Satan. Nhiều bạn nam trong lớp rất thích hình tượng con quỷ này. Cô còn thấy có một số màn hình máy tính của bọn họ đều để cái hình nền bên ngoài là quỷ Satan đang đứng trong một đống lửa lớn. Riêng cô cảm thấy nó cũng rất ngầu, nhưng chỉ là hình tượng mà thôi. Con quỷ thì chung quy vẫn không phải thứ gì tốt đẹp. Mai nghĩ như thế. Buổi chiều trở về phòng trọ, Duyên liền kéo cô lại nói chuyện, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Nè, bà có gặp cái người con trai ở nhà bên cạnh chưa? Mai có dự cảm gì đó chẳng lành, nhưng thành thật nói. Có thấy, nhưng mà chưa có nói chuyện bao giờ hết. Sao vậy? Hôm nay tôi gặp được anh ấy chỗ làm thêm. Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa lịch sự, cao gần 1m9 đó, chiều cao lý tưởng luôn. Chỉ mặc áo sơ mi thôi à, mà đã đẹp xuất sắc luôn. Nghe nói anh ấy là sinh viên trường sân khấu điện ảnh đó, đi cùng với mấy người bạn mà vô cùng nổi bật luôn á. Ê nè nè, chờ chút. Bài lên tiếng cắt ngang những câu lặp lại bằng anh ấy của Duyên. Bà xin số người ta rồi phải không? Duyên cười một nụ cười để đắc ý, đưa điện thoại lên vẫy vẫy. Còn có một cuộc hẹn vào cuối tuần nữa. Mai giơ lên một ngón tay cái, lời thật ý gian. Giỏi lắm nha bạn tôi, chúc bạn mau chóng thoát ế ha. Nhìn bạn mình vui vẻ, đương nhiên Mai cũng vui vẻ theo. Chỉ là từ trên người của Trung, cô cứ cảm nhận có một thứ gì đó rất kỳ lạ và khó hiểu. Bé ngoài khôi ngô tuấn tú, cao 1m9, chỉ mới nhìn lần đầu đã để lại một ấn tượng vô cùng tốt. Có học thức, cách nói chuyện lại 10 điểm. Tóm lại là một người hoàn hảo. Nhưng mà cái gì đôi khi hoàn hảo quá nó lại là điều không tốt. Nó khiến cho người khác cảm thấy không xứng khi đứng cùng. Lịch sự khiến cho khoảng cách nó kéo dài, nhã nhặn đẩy cao sự giả dối, và vẻ ngoài ưu tú khiến cho người khác cảm thấy ganh tị. Nói chung với Mai, Mai cảm thấy không tốt lắm. Đó là suy nghĩ của Mai thôi, và không có điều gì đảm bảo rằng bất kỳ người nào cũng như vậy. Có khi người kia lại nằm trong phần thiểu số thì sao? Buổi tối, Mai từ bên ngoài mua đồ ăn trở về thì gặp chị Tuyết đang đứng nói chuyện với mấy người hàng xóm. Thấy cô đi ngang liền kêu lại. Bạn cùng phòng với con á, hay đi đêm lắm phải không? Mai nghĩ mấy người hàng xóm này tưởng đâu Duyên đi bậy, liền giải thích ngay. Dạ, bạn ấy đi làm thêm, cho nên có khi về muộn. Là tranh thủ buổi sáng không có tiết á, thì đi làm ca đêm. Bữa nào mà buổi sáng có tiết thì bạn ấy làm ca ngày, để không ảnh hưởng tới thời gian lên lớp. Bạn ấy không có làm gì đâu ạ. Chị Tuyết nghe vậy liền xua tay. Không phải chuyện đó. Gần đây trong khu của mình xảy ra mấy vụ án mạng nhắm vô mấy cô gái trẻ, cỡ như mấy đứa đó. Cô nói để mà nhắc mấy đứa buổi tối nhớ tranh thủ về sớm chút. Lỡ có đi trễ thì đi đường lớn, đừng có đi đường tắt ở sau khu trọ. Cái chỗ đó nó tối ôm, không có nhà,
lỡ có chuyện gì kêu trời không thấu, kêu đất không nghe luôn đó. Mai bị một phen hú hồn, bàn tay nắm chặt cũng khẽ thả lỏng ra. Dạ con biết rồi, con sẽ nhắc Duyên. Mà sao con không nghe nói gì về mấy cái vụ án đó hết vậy? Công an họ giấu đâu có nói, tại vì có quen người ở gần nhà của nạn nhân, lúc qua chia buồn thì nghe kể vậy. Cái này là bí mật, con nhắc nhỏ với bạn con thôi, chứ đừng có đem đi kể nha. Lỡ ai nghe được thì dì phải chịu tội đó. Dì cũng hứa là không có nói với ai, nhưng mà thấy mấy đứa vậy cho nên dì thương. Dạ con cảm ơn, vậy con xin phép lên phòng trước ha. Mai đi tới cầu thang lên lầu thì lại nghe dì Tuyết dặn mấy câu y hệt với mấy người hàng xóm. Người nào bà ấy cũng dặn chớ có kể ra, nhưng lại là người nói hết mọi chuyện. Cô chỉ sợ nay mai có người ngoài nghe được thì cô lại bị đổ lỗi là người truyền ra mà thôi. Cô về phòng, nhìn thấy Duyên đã chuẩn bị đi làm, liền nhắc lại những lời dì Tuyết nói, đến khi bảo đảm rằng nó đã nghe và hứa sẽ không đi con đường vắng kia nữa mới chịu thôi. Một tuần sau cái lần nghe dì Tuyết nhắc về cái chuyện vụ án nhắm vào những cô gái trẻ kia, Mai đã gặp được chị họ của cô là Yến. Nhưng lại là cuộc gặp gỡ mà cô không hề mong muốn, vì cô đã nhìn thấy Yến đi cùng với Trung. Đó cũng là một chuyện bình thường nếu như hai ngày trước Duyên không nói với cô rằng cô ấy và Trung đã bắt đầu yêu đương. Dù không muốn quan tâm, nhưng đứng trước việc bản thân của mình dường như đang bị lừa, cô không thể ngồi yên được. Mai đi theo sau Yến và Trung thì thấy cả hai tới một công viên bên cạnh trường học của cô với nước và đồ ăn trên tay. Cô nhìn thấy hai người ngồi đó nắm tay, hôn nhau, tựa đầu vào vai nhau. Nói không phải hẹn hò thì chắc là tình cảm cha con sao. Sự giận dữ chực chờ bùng phát, nhưng cô kìm nén lại. Nếu như Trung là kẻ tồi tệ thì người đau khổ không phải là cô mà là Duyên. Có lẽ cô nên nghĩ cách để Duyên nhìn ra được bộ mặt thật của người con trai hoàn hảo này. Trực tiếp nhìn thấy thì sẽ rất đau, nhưng ít nhất chỉ cần đau một lần rồi thôi. Dù sao thì hai người họ mới chỉ quen nhau hai ngày, có thể yêu đương được bao nhiêu chứ. Yến và Trung tạm biệt ở cổng vào công viên. Vừa quay đầu liền thấy Mai đứng gần đó. Cô cũng không thể làm ngơ, liền tiến tới chào hỏi. Mai nhìn Trung đã đi xa bọn họ, giả vờ không biết mà hỏi: bạn trai chị hả? Yến cười nhẹ cho có lệ, nhưng trên mặt là một sự đắc ý không che giấu. Cô ta gật đầu: ừ, hôm nay chị được nghỉ một buổi nên tranh thủ gặp anh ấy. Chị còn bận đi làm, còn anh ấy thì năm cuối rồi, cho nên thời gian gặp nhau cũng ít á. Có người yêu đẹp trai vậy á, sao Tết chị không đưa về nhà cho mấy chú bác nhìn, thế nào cũng ghen tới tấp cho coi. Mai cũng giả lả đáp lại. Yến nghe nói thế, trên mặt hiện ra một sự tự hào, nhưng sau đó dường như có chút giận dỗi. Ôi, anh ấy nhát lắm, sợ về lúc đông người sẽ cứng miệng không nói chuyện được. Nhưng mà anh có hẹn chị sau khi tốt nghiệp xong, có công việc rồi á, thì sẽ đồng ý theo chị về nhà gặp cha mẹ để nhìn mặt á. Thật ra Mai với Yến bằng tuổi nhau, chỉ có tháng là hơn thôi. Cô sinh tháng 12, còn Yến sinh ngay tháng 1. Vừa tốt nghiệp 12, Yến đã quyết định không ôn thi đại học mà ra ngoài tìm việc. Đến nay cũng được gần nửa năm rồi. Không có bằng đại học nên chỉ làm mấy công việc bình thường, nhưng Yến lại có miệng lưỡi và có vẻ ngoài rất xinh đẹp. Bên nhà bác gái cứ ấp úng không nói, nhưng mẹ Mai nhiều lần nhắc nhở cô rằng sau này dù có nghèo nàn đến mức nào cũng không được làm cái nghề giống như Yến. Chỉ bằng bấy nhiêu câu dặn dò, cô cũng đủ hiểu chị họ đang làm nghề gì. Trung không lẽ không biết hay sao, mà cô cũng không tiện hỏi.
Dù sao hắn cũng là một tên xấu xa, cô quan tâm hắn làm gì chứ. Mà chị quen anh ta bao lâu rồi? Yến không biết vì sao Mai lại hỏi, nhưng tính toán trong đầu rồi cũng nói, được 4 tháng rồi đó. Tháng thứ 2 sau khi quen nhau chính là Tết cổ truyền. Trung không đồng ý về với Yến, chắc là vì tình cảm chưa sâu đậm nên chưa chắc chắn được. Cô cũng không buồn, vì nếu như lúc đó Trung kêu cô về nhà của anh, cô cũng không dám về. Trong lòng chỉ có chút giận dỗi, vì cô nghĩ những chị em trong dòng họ khi nhìn thấy anh chắc chắn sẽ ngưỡng mộ và ganh tị với cô ra mặt. Mai tạm biệt chị họ rồi trở về khu trọ. Lúc về tới cửa thì đã hơn 6 giờ. Sắc trời cũng đã tối đi rất nhiều do trời bắt đầu chuyển mưa. Ngẩng đầu nhìn phòng trọ của mình vẫn tối om đèn, cô nghĩ chắc là Duyên chưa về phòng, nên định quay đầu đi mua đồ ăn tối luôn một thể. Ai ngờ vừa quay người liền thấy Trung với một cô gái khác đang cùng nhau đi về nhà. Sự giận dữ khi nãy đã bị kìm nén, bất chợt lại muốn bùng phát. Sao người nhìn thấy những chuyện này cứ phải là cô chứ? Bây giờ cô biết bảo vệ ai đây? Bản thân đã bị lừa, chị họ đã bị lừa, mà cái tên chỉ có khuôn mặt là xem được này lại đang nở nụ cười ngọt ngào khi nhìn cô. Hắn ta không thấy bạn gái mình đang đứng bên cạnh đó sao? Lại còn đá mắt với người con gái khác nữa sao? Cô siết chặt tay định đi tới nói chuyện cho rõ ràng, thì đột nhiên nhìn thấy cô bạn gái kia đưa tay chặn lại. Bé mặt vừa sợ vừa lo mà xua tay kêu cô đừng tới gần. Trung cũng đang nhìn cô, nhưng hắn lại như không nhìn thấy hành động của cô gái kia. Gật đầu xem như chào một cái rồi rời đi. Cô bạn gái nọ thấy Mai đã dừng chân, liền thu tay lại, cúi đầu chậm chậm đi theo phía sau hắn ta vào trong nhà. Mai thất thần hồi lâu, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cô ấy lại có vẻ sợ như vậy? Lại thấy vẻ mặt của cô quá hung dữ, cho nên sợ cô làm ra hành động tổn thương hắn, mới ra sức bảo vệ hay sao? Hay là sợ hắn sẽ lộ ra bộ mặt thật mà quay sang đe dọa cô phải im miệng? Mai quay người định rời đi thì thấy nơi hai người họ đang đứng có cái gì đó phản chiếu lại. Cô đi tới khom người nhặt lên thì phát hiện ra đó là thẻ căn cước. Thứ phản chiếu lên chính là lớp nhựa ép ở bên ngoài mà thôi. Thẻ căn cước này không biết đã rơi bao nhiêu lâu mà dính đầy bụi đất. Hình người trên đó cũng bị vết dơ che khuất không nhìn ra được. Nguyễn Minh Ngọc, 20 tuổi. Nhìn địa chỉ thì là người thành phố này, nhà cũng cách chỗ này không xa. Mai nghĩ cái người tên Ngọc này chắc là cô gái khi nãy đi chung với Trung. Thấy thái độ sợ hãi của cô ta, Mai cũng không định vào trả ngay bây giờ. Cô cầm theo chứng minh trở về phòng, định hôm nào gặp sẽ gửi lại. Nếu như cô ta là bạn gái của tên kia thì thế nào cũng gặp lại mà thôi. Vừa bước vào phòng bật đèn lên thì Mai mới nhớ ra bản thân đã quên đi mua đồ ăn tối. Bỏ cặp sách xuống thở dài một hơi, cuối cùng cũng quyết định không ngược đãi bao tử của mình mà một lần nữa quay xuống lầu. Cái thẻ căn cước bị cô bỏ trên bàn, lặng yên nằm một góc. Căn phòng bật đèn rồi lại tắt, chỉ có mình nó ở lại trong bóng tối sâu thẳm kia. Những ngày sau đó, Mai quên bén mất đi việc mình phải tìm và gửi lại thẻ căn cước cho cô gái tên Ngọc kia. Không phải là cô cố tình quên, mà vì cô đang bị Duyên tẩy não bởi hàng dài những câu chuyện về những buổi hẹn hò với Trung. Hắn ta dành ra thời gian rảnh rỗi mỗi ngày cho Duyên, đợi cô tan ca dẫn cô đi uống nước ăn cơm, tâm sự chuyện vui buồn và cho cô những lời khuyên có cánh. Trong mắt Duyên thì hắn ta như một món quà của ông trời dành riêng cho cô, sau khi thấy cô đã quá cô đơn trong cuộc sống này. Duyên nói về chuyện của hắn ta nhiều tới mức Mai bật người tỉnh dậy giữa đêm, cũng là vì mơ thấy khuôn mặt một nửa bên là Nai, một nửa bên là Sói của gã. Nhiều lần Mai đã định nói ra,
nhưng cô lại không thể mở miệng được khi thấy nụ cười đầy hạnh phúc của Duyên. Cô im lặng, nhưng trong lòng đã soạn ra được hết những gì cần nói. Cô chỉ đang đợi đến lúc thực sự thích hợp mà thôi. Hôm nay Mai từ lớp học bước ra thì đã nhận được điện thoại của cha. Giọng có vẻ lo lắng, ông gấp gáp hỏi: "Mấy bữa nay con có gặp hay liên lạc với chị họ con không?" Mai nghĩ nghĩ trong đầu một lát rồi mới trả lời: "Tuần rồi con có gặp, nhưng mà từ đó tới giờ không thấy nữa. Có chuyện gì hả cha?" "Nó mấy ngày rồi không có liên lạc được. Tới chỗ làm thì nói là hôm đó tan ca xong thì có người tới rước đi. Từ đó mất liên lạc luôn. Cha tính hỏi con coi có biết bạn trai hay là người thân thiết nào chí Yến không? Mà con biết á, không chừng con bé bị mấy cái lời ngon ngọt dụ dỗ đi mất rồi." Mai đương nhiên không thân thiết tới mức biết được người yêu hay người thân thiết nào của Yến, trừ khi cô ấy mang đến trước mặt cô mà khoe khoang. Còn cái tên bắt cá ba bốn tay kia là một trường hợp đặc biệt. "Dạ con không nghe gì hết. Cha kêu bắt trai báo công an đi, để người ta tìm giúp." Vốn cô còn định nói thêm là gần đây trong khu hay xảy ra mấy vụ án cô gái trẻ mất tích, nhưng sợ cha lo lắng nên thôi. Hơn nữa với tính cách của chị họ, chắc chắn không dễ dàng bị người ta dụ dỗ đâu. Bởi vì cái ngành nghề chị ấy đang làm cũng là dùng chiêu để dụ dỗ kiếm tiền người ta mà. Cha cô nghe xong thì cũng không nói gì thêm, căn dặn cô đôi điều rồi cúp máy đi. Mai đi bộ về phòng trọ, quãng đường ngắn chỉ mất chừng 10 phút. Đi ngang qua nhà Trung, Mai liền nhớ tới lời cha nói: chị họ đã được đồng nghiệp nhìn thấy lần cuối khi lên xe của một chàng trai. Nếu như đó là Trung thì có khi nào chị ấy đang ở bên trong nhà này hay không? Cô đứng đó hồi lâu, định gõ cửa hỏi thử, nhưng lại do dự vì không biết phải nói như thế nào. Cánh cửa nhà đột nhiên mở ra, khiến cho Mai giật bắn người, ngồi xổm xuống, giả vờ cột chị dậy. Người bước ra không phải là Trung, mà là một người phụ nữ, trên tay có một cái giỏ sách bự gấp gáp trở đi. Lúc người phụ nữ đi ngang qua, Mai có thể nghe rõ được tiếng cộp cộp, như có vật gì cứng va chạm vào nhau trong cái túi của bà ấy. Cô bí mật nhìn theo thì thấy bà ta leo lên một chiếc xe khách vừa kịp lúc chạy đến. Sự gấp gáp đó là vì trễ giờ hay sao? Người phụ nữ rời đi, Mai chống tay định ngồi dậy thì sự chú ý một lần nữa va vào tấm thẻ căn cước nằm ở trên đất. Cô cầm lên thì thấy tên ở trên đó vẫn là Nguyễn Minh Ngọc. Mai cau chặt mày, chân bước hai thành một, nhanh chóng chạy lên phòng. Hơn 8 giờ tối thì Duyên mới đi làm về. Hôm nay quán ít khách nên cô xin về sớm để chuẩn bị bài cho sáng mai. Vừa đến phòng đã thấy mọi thứ đều bị đảo lộn. Cô còn tưởng có trộm, định chạy đi báo chủ nhà. Ai ngờ lại nhìn thấy Mai đang ngồi ôm gối trong một góc. Duyên chạy đến lo lắng hỏi: "Phòng sao lộn xộn vậy? Có trộm hả?" Mai ngẩng đầu lên nhìn cô, giơ thẻ căn cước trên tay hỏi: "Bà có thấy hay là lấy thẻ căn cước này đi ra ngoài không?" Duyên nhìn nhìn rồi lắc đầu: "Không có, cái này của ai vậy?" Mai tái xanh mặt mày: "Cái này là tôi lượm được ở trước cửa, nên tìm cơ hội trả lại nhưng mà quên mất. Lúc nãy khi về á, tôi lại thấy nó nằm ở trước cửa. Cứ tưởng chỉ là trùng hợp thôi, nên tôi về phòng tìm thì không thấy gì hết. Cái căn cước này chính là căn cước mà tôi đã lượm được, và ai đó đã vào phòng của chúng ta. Không biết vì sao lại cầm căn cước mang đi, chứ lại một lần nữa làm rơi đúng chỗ đó." Mai đã nghĩ đến khả năng này rồi, nhưng khi nói ra miệng lại khiến cho cô sợ hãi hơn. Phòng trọ của bọn họ đã bị đột nhập, nhưng lại không mất mát gì. Duyên nghe vậy cũng sợ chạy đến kiểm tra tiền tiết kiệm dưới gối thì thấy vẫn còn nguyên. Laptop để trên bàn vẫn còn nguyên. Thậm chí tiền mua đồ hồi sáng còn dư 200 mấy để quên lại cũng còn y nguyên.
Vậy cái tên đột nhập kia vô phòng bọn họ để tìm cái gì chứ? À, có nên báo với bà chủ không? Duyên hỏi. Gương mặt hiện lên sự lo lắng, nhưng Mai lại cản, không thể để Duyên nói cho chủ trọ được. Hai người mới chỉ ở lại đây, nếu như có báo có trộm hay người đột nhập thì nhất định sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ an ninh ở đây. Hơn nữa bọn họ cũng không có mất gì, làm lớn chuyện chỉ thiệt thân mà thôi. Cô nói ngày mai mình không có tiếc, sẽ ở nhà đi mua ổ khóa khác để mà đổi lại. Nếu như tình trạng này vẫn tiếp tục thì sẽ tính sao. Duyên cũng hiểu được sự lo lắng của Mai. Cô cảm thấy như vậy cũng đúng, dù sao cũng chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Sáng hôm sau, vừa mới thức dậy, Mai đã chạy qua một cái tiệm gần đó để mua ổ khóa mới. Còn học theo trên mạng, làm thêm mấy chai xịt cay đặt ở mọi nơi trong góc phòng. Tin tức về chị họ vẫn biệt tâm. Cha cô sau đó đã gọi cho cô thêm hai cuộc. Bác gái và bác trai cũng gọi cô để hỏi chuyện. Mai lục trong thư viện ảnh, mở ra tấm hình chị họ đã gửi cho cô sau ngày hôm đó. Là hình ảnh cô ta chụp chung với Trung ở công viên. Bên dưới còn kèm theo một tin nhắn. Hey, có đẹp trai không? Mai kéo rèm ra phân nữa, giả vờ cầm ly nước trên tay, nhưng mắt thì nhìn liếc sang bên cạnh. Mấy ngày nay cô không nghe thấy tiếng chuông hay âm thanh kỳ quái kia nữa. Không lẽ chị họ thực sự ở trong căn nhà đó, cho nên hắn ta mới không tiện tập luyện hay sao? Nhưng tại sao chị không về nhà, cũng không liên lạc gì với gia đình? Màn cửa bên kia chợt kéo ra. Mai theo phản xạ cúi người trốn xuống dưới. Làm xong cô mới thấy bản thân quá kỳ lạ. Tại sao phải trốn làm gì chứ? Điện thoại để trên bàn đổ chuông một hồi lâu, nhưng không có ai bắt máy. Duyên về tới phòng thì thấy Mai đang ngủ say từ lúc nào. Cô cầm điện thoại lên nhìn thì thấy đó là chuông báo thức. Kéo màn hình sang để tắt chuông. Màn hình đang lướt dở nhanh chóng hiện lên. Duyên vừa nhìn thấy liền mắt to mắt dẹt trừng lên. Ba lô đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Tiếng động lớn khiến cho Mai đang nằm trên giường giật mình tỉnh dậy. Thấy Duyên đang cầm điện thoại của mình trên tay, cô chợt nhớ tới cái giao diện cuối cùng mà mình xem. Gấp gáp nhảy xuống giường rồi đi tới bên cạnh. Duyên ngẩng đầu đưa điện thoại qua, mắt đỏ hoe. Cậu biết chuyện này bao lâu rồi? Mai trầm mặc hồi lâu mới điềm tĩnh lên tiếng. Tuần trước vô tình nhìn thấy hai người họ đi chung với nhau. Chị họ chủ động gửi hình sang, chắc là muốn khoe khoang á. Không dám tin vào những gì mình nghe, cô lại hỏi. Mình là người thứ ba có phải không? Không phải đâu, Mai dứt khoát nói. Nước mắt Duyên rơi xuống. Cô không giận việc bản thân bị lừa. Cô không giận việc bạn thân cô biết chuyện nhưng không nói cho cô. Cô tức giận vì biết sao mọi chuyện bản thân vẫn là người bị bỏ lại. Lúc Trung đến làm quen cô đã lo sợ vì sau 5 năm cô mới có động lực bởi một ai đó. Nhưng không ngờ... Mai đi tới bên cạnh, nắm lấy tay bạn rồi nhỏ giọng an ủi. Tôi không nói là vì bà luôn kể về anh ta với giọng điệu rất là vui. Nhưng mà bà biết không, hắn ta là kẻ tồi tệ nhất trong những kẻ tồi tệ. Hắn ta cùng lúc quen chị họ tôi, quen bạn, quen một cô gái khác, được anh ta dẫn về tận nhà. Đó là thứ đàn ông tồi tệ nhất. Hắn chỉ dùng khuôn mặt đẹp trai và tính cách giả dối đó để đi lừa mọi người thôi. Bà không cần cảm thấy buồn vì người đó đâu. Duyên khóc nấc lên, uất ức trong lòng không biết giải tỏa cùng ai. Cô đẩy tay mãi ra cho mỉm cười nói. Mình đi ra ngoài chút. Mai sợ cô nghĩ không thông mà sang nhà tìm Trung nói chuyện, liền lên tiếng ngăn cản. Nhưng Duyên lại muốn tránh đến chỗ vắng người mà bình tĩnh.
cho nên cuối cùng mặc kệ bản thân, cô vẫn chạy đi. Mai đuổi theo Duyên ra tới đường lộ, thấy cô không có ý định sang nhà bên cạnh, liền dừng chân không đuổi theo nữa. Ánh mắt chuyển sang ngôi nhà của Trung. Một trực giác kỳ lạ khiến cho Mai đi tới gần đó. Cô khom người và một lần nữa nhặt lên cái thẻ căn cước quen thuộc kia. Lặp lại lần thứ ba này, Mai không còn thấy lo lắng. Ngược lại, cô cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Mai trở về phòng trọ của mình, lau sạch tấm thẻ căn cước dính đầy bụi bẩn kia. Khuôn mặt kia một lần nữa hiện ra, nhưng cô không cách gì nhìn rõ mặt được. Một vết bẩn màu nâu dính ngay dưới mặt người. Cô cầm điện thoại và nhập tên người trên căn cước vào. Có rất nhiều thông tin liên quan, nhưng không phải cái cô cần tìm. Ngẫm nghĩ trong đầu một lát, cô truy cập vào trang Facebook của mình, vào trang thời sự, và một lần nữa viết ba chữ ghi lên. Và cô đã tìm thấy thông tin mình cần. Nhưng Nguyễn Minh Ngọc này đã mất tích hơn một tuần rồi. Công an được báo án của gia đình vào ngày 15. Ngày 15 cũng là ngày Mai thấy Trung và cô gái lạ kia đi vào nhà. Cũng là ngày mà cô nhặt được tấm thẻ căn cước lần đầu tiên. Thông tin nạn nhân đã bị làm mờ, hình căn cước cũng bị che mất số đi. Nhưng những đặc điểm trên hình ảnh thì vô cùng trùng khớp với hình bên trên tấm thẻ được cô cầm trên tay. Bài đăng này được nhà trường chia sẻ lại để tìm thông tin liên quan, cũng như lời cảnh báo đối với những bạn nữ sinh hay đi khuya. Bên dưới phần bình luận, có người nhận là bạn cùng phòng của Ngọc, nói rằng ngày cô mất tích, có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng chạy chiếc xe SH đến đón cô ấy đi. Kể từ đó, không ai gặp được Ngọc nữa. Đến đây rồi mà nói Trung không liên quan gì thì không thể nào tin nổi được. Hai cô gái hắn ta quen cùng mất tích vào một thời điểm. Nếu như họ thực sự bị hại, Trung nhất định có liên quan. Mai đã suy nghĩ như vậy. Cho đến khi cô nhận ra thì bản thân đã đứng trước khu trọ từ lúc nào. Dì Tuyết đi đổ rác, thấy Mai tối rồi còn đứng đó, liền bước tới hỏi thăm. Cô lấy đại lý do vừa ăn no nên đi bộ vài vòng để đối phó. Dì Tuyết nghe thì tin thôi. Dì nói dì đã ở đây hơn 10 năm nên chuyện dì biết chắc chắn nhiều hơn những người khác. Mai mới giả vờ hỏi thăm này nọ, rồi đánh lái sang chuyện nhà của Trung. Nhớ đến người phụ nữ gấp gáp rời khỏi nhà kia, cô hỏi thì dì Tuyết liền thở dài một hơi. Mẹ thằng Trung đó, mấy năm trước mới lấy chồng khác, giờ qua đó ở luôn rồi. Bỏ thằng con một mình trong cái nhà này với bàn thờ của cha nó thôi. Cha nấy mất rồi sao gì? Dì Tuyết nghe hỏi thì giận dữ nói, còn không phải do bị người đàn bà đó chọc tới tức đau tim chết hay sao? Đám tang chồng bà còn không về, trong nhà chỉ có mỗi thằng Trung quỳ bên bàn thờ cha nó thôi, ai nhìn cũng thấy thương hết trơn. Con thấy bà ấy có về thăm mà, chắc cô không tới mức bỏ bê đâu. Mai cố tình nói bên mẹ của Trung để môi thêm thông tin. Bà dì Tuyết đứng trên cương vị của một người yêu chồng con hết mực, đã lớn tiếng phản ứng ngay. Trời ơi, làm gì có chuyện đó. Thằng Trung nó sắp tốt nghiệp, cho nên bà định giả vờ quan tâm để mai mốt nó có thành người nổi tiếng cô không bỏ rơi bà. Có người mẹ nào thương con mà chỉ tranh thủ giờ rảnh mới vậy? Còn chưa hết ngày đã theo xe khách đi mất tiêu rồi. Mai cười trong lòng một tiếng. Thì ra chuyện kia không phải chỉ có mình cô nhìn thấy, mà là chuyện thường như ở chợ rồi. Vậy anh Trung phải ở trong nhà một mình rồi, chắc anh buồn lắm hả? Buồn sao không? Từ lúc mẹ nó bỏ đi, không thấy nó qua nhà cô chơi nữa. Suốt ngày chỉ đi học rồi về nhà, ra vô cũng có mình ên. Qua cuộc nói chuyện này, Mai dường như hiểu hơn về Trung. Nếu như hắn ta có đi sai đường thì chính là do tuổi thơ không được quan tâm, trơ mắt nhìn mẹ chọc tức chết cha mình. Mộ chưa kịp đóng, mẹ đã bỏ đi theo người khác.
bây giờ còn quay lại giả vờ quan tâm. Lý do hắn ta quen mỗi lúc một người khác là muốn có được nhiều tình yêu thương. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là lừa dối tình cảm thôi thì không sao. Chỉ mong đừng có đúng như những gì cô nghĩ là được. Chồng dì Tuyết bên trong gọi vọng ra. Dì dặn cô trở về phòng, đừng đi lang thang nữa, rồi cũng quay vào nhà. Một mình đứng ở cửa hồi lâu, nhà bên cạnh liền truyền đến tiếng khởi động xe, khiến cho cô hoảng hồn nấp vào cột điện gần đó. Trung lái chiếc xe SH từ bên trong chạy ra, chỉ gài sơ cửa rồi phóng xe đi mất. Nhìn theo đèn xe phía sau đến khi nó chỉ còn lại một đốm nhỏ, Mai đưa ra quyết định của mình. Cô nhìn quanh xác định không có ai, liền mở cửa đi vào trong. Một người phụ nữ mặc váy trắng, trên tay đeo một chiếc nơ hồng, đứng nhìn cô bước vào từ sân với ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cho đến khi Mai thuận lợi đi vào bên trong, đôi mắt người kia bắt đầu nhìn chăm chăm ra cổng. Mai đi vào trong nhà, bật đèn flash trên điện thoại, nhưng chỉ dám bật ở mức độ thấp nhất. Vừa bước vào trong thì có một mùi hương đã xộc thẳng vào mũi, khiến cho cô liên tục hắt xì. Đó không phải là mùi hôi, mà là mùi thơm của xịt phòng và sáp thơm trộn lại. Dựa vào chút ánh sáng của điện thoại, cô có thể nhìn thấy có rất nhiều sáp thơm được đặt ở xung quanh. Căn nhà rộng lớn với nhiều đồ nội thất nhìn rất sang trọng, nhưng lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, không có chút cảm giác nào là có người sống ở đây cả. Mai đưa tay quệt một đường lên bàn kính, lớp bụi dày tới mức che khuất đi dấu vân tay của cô. Phòng bếp như chưa từng được sử dụng, một lớp màng nhện dính vào mặt khi cô đi vào bên trong. Đưa tay gỡ lớp màng trên mặt xuống, vẻ khó chịu nói: rốt cuộc là tên này bao lâu rồi không bước vô bếp vậy? Tầng 1 giống như không có người sống. Mai không dám vịnh lên thanh đỡ cầu thang mà chậm chậm đi lên lầu. Trên lầu có 3 căn phòng. Một trong số đó, trên tay nắm cửa vẫn còn màng nhện bám lên. Mai nghĩ căn phòng này chắc cũng lâu rồi không có người vô. Cô chuyển hướng qua phòng bên cạnh, nhẹ nhàng mở cửa ra. Có giường, vài bộ quần áo, giá sách và bàn học. Đây chắc là phòng ngủ. Cô rời khỏi phòng nhưng vẫn không quên đóng cửa lại. Căn phòng còn lại chính là nơi cửa sổ đối diện với phòng trọ của cô. Mai mở hé cửa ra, ánh sáng xanh đỏ ngay lập tức chiếu tới. Một cảm giác lạnh sống lưng nhanh chóng truyền đến, khiến cho cô không rét mà run. Mùi hương trong phòng còn nồng hơn ở dưới tầng 1 gấp mấy lần. Có lẽ không gian bên dưới rộng, cho nên mùi không giữ được bao nhiêu. Còn trong không gian nhỏ hẹp, lại đóng hết cửa như thế này, mũi cô có cảm giác như sắp nổ tung tới nơi rồi. Thế nhưng cái cảm giác nổ tung mũi này chắc không thể so với việc toàn bộ giác quan của cô đang đông cứng lại. Vừa bước vào phòng, đập vào mắt cô chính là một bức tượng vô cùng đáng sợ. Cô đã nhìn thấy nó nhiều lần khi lướt mạng xã hội. Đó chính là tượng quỷ Satan. Một bàn thờ được dựng lên với tượng quỷ to bằng nửa cơ thể người đặt ở chính giữa. Toàn bộ bức tượng đều được sơn đỏ với đôi mắt vàng rực như chứa ngọn lửa bên trong. Trên đầu bức tượng là hai chiếc sừng nhọn quắc, lỗ tai nhọn và hàm răng sắc như muốn cắn đứt cổ họng của người nào dám xúc phạm mình. Hai bên trái phải có hai chiếc đầu lâu, không biết là thật hay giả. Phía trên đều có một lỗ thủng, bị cắm hai cây đinh ba với những vết dơ màu đỏ như máu chảy dọc xuống thân. Một cái chén đựng nước màu đỏ, khi ngửi thử thì có mùi tanh hôi, nhưng cô không chắc đó có phải máu thật hay không. Thứ khiến cho cô chú ý nhất chính là con dao mảnh và nhọn kia, chính là thứ mà bóng đen kia dùng để múa loạn xạ trong phòng. Nếu chỉ là tập kịch, liệu có cần làm đến mức này hay không? Những thứ mà cô nhìn thấy hôm đó không lẽ nào là sự thật sao? Hắn ta không phải đang tập kịch mà là đang giết người. Vậy thì chị họ của cô
Mai tắt đèn điện thoại, bật chế độ chụp ban đêm, đem toàn bộ căn phòng chụp qua một lượt. Máy ảnh lia tới một góc khiến cho cô khựng lại. Ở đó treo một chiếc áo khoác vô cùng quen thuộc. Tuần trước lúc cô gặp chị họ, trên người chị ấy mặc chính là chiếc áo này. Cô vừa suy nghĩ như vậy, liền cho rằng chị họ chắc chắn là đang bị giam ở đây, hoặc cũng có thể đã bỏ mạng ở đây, giống như hình ảnh cô đã nhìn thấy đêm đó. Còn chưa kịp nghĩ xem bản thân sẽ làm gì thì ánh đèn xe từ bên ngoài chiếu đến. Tiếng động cơ dừng lại bên dưới nhà khiến cho Mai hoảng hồn bấm tắt điện thoại, đưa tay lên bịt chặt miệng. Trung đã trở về. Mai hoảng loạn nhìn quanh tìm chỗ trốn, nhưng cô chẳng nhìn thấy được nơi nào. Một người phụ nữ từ đâu xuất hiện, đưa tay chỉ vào một cái tủ đặt ở trong góc, bị một tấm màn che khuất đi. Cô chưa kịp sợ hãi, đã nghe tiếng giày da nện trên cầu thang. Cô điếng người, nhanh chóng chui vào bên trong tủ đó. Từ khe hở trong tủ, Mai có thể nhìn thấy người phụ nữ kia chính là người đã đi cùng Trung vào nhà ngày hôm đó. Điều đáng sợ hơn ở đây chính là nếu như mắt cô không có vấn đề thì cô đang nhìn thấy được đồ vật ở phía sau người của cô ấy, theo cái cách là xuyên thẳng qua người. Cô ta là một hồn ma. Vậy là trong cái lần gặp nhau hôm đó, cái hành động của cô ta lộ rõ như vậy, nhưng Trung vẫn không nhìn thấy. Bởi vì cô ta lúc đó chỉ là một hồn ma hay sao? Trong không gian tối tăm, mọi giác quan như bị bịt chặt lại. Mai chỉ có thể cảm thấy không khí xung quanh đang từ từ bị rút sạch, khiến cho hơi thở bắt đầu nặng nề hơn. Cánh cửa phòng tung ra, Trung từ bên ngoài giận dữ bước vào trong. Hắn kéo theo một thứ gì đó rất nặng nề. Bằng sự tức giận của mình, quăng hết sức mình xuống đất. Thứ kia bị quăng và trượt một đường đập vào chiếc tủ nơi Mai đang trốn. Nhờ vậy mà cô thấy rất rõ thứ đó là gì. Đó chính xác là chị họ của cô. Chính xác hơn nữa là một thi thể đầy vết thương của chị ấy. Bàn tay đang bịt chặt miệng của Mai dùng hết sức lực để siết chặt hơn. Cả người run rẩy, cố gắng tựa lưng vào góc trong để lấy điểm tựa. Tiếng nghẹn ngào bị chặn ở cổ họng khiến cho cô gần như tắt thở đi. Mặc kệ thi thể của Yến nằm lăn lóc trên sàn, Trung bước nhanh tới, cầm lấy chén nước màu đỏ trên bàn, quăng mạnh lên tường. Tiếng vỡ tan khiến cho tim Mai như ngừng đập. Đèn được bật sáng lên, Mai cũng có tầm nhìn rõ hơn. Hồn ma cô gái kia theo ánh sáng xuất hiện mà biến mất đi. Trung cầm lấy một cuốn sổ trên cái kệ tủ gần đó, lật tới lật lui như muốn xé nát nó ra. Tìm được thứ muốn xem, cả cơ thể như bất động tại chỗ. Vài giây sau, cuốn sổ trên tay bị nhào nát và hắn ta bắt đầu cười. Nụ cười như điên dại, chứa đầy sự tuyệt vọng vang lên trong cổ họng, không giống như tiếng cười của một con người chút nào. Trung bước tới nắm lấy tóc Yến, kéo đến trước bàn thờ để cô đối mặt với bức tượng quỷ kia, mà gằn giọng nói: "Mày làm hỏng kế hoạch của tao, mày phá nát nghi thức hiến tế của tao, con quỷ cái đáng chết." Nói xong câu đó, Trung cầm con dao mảnh và nhọn kia, chỉ một đường liền cắt lấy cổ họng của Yến. Sau đó cầm lấy chiếc rìu trong góc, chặt đứt đầu cô. Máu tươi bắn khắp nơi trên tường và sàn nhà. Có những giọt máu bắn lên gần cái tủ, dính vào những đầu ngón chân của Mai. Cô run rẩy co người lại. Cô biết chắc nếu như để Trung phát hiện được việc có người đang trốn ở đây, cô sẽ không bao giờ có cơ hội rời khỏi đây nữa. Ánh mắt của Trung như dại ra. Hắn bước tới chiếc thùng gần đó, lấy ra một bộ quần áo với thiết kế kỳ lạ. Phía trên có hình đầu lâu. Những trang sức đeo trên người cũng có hình thù kỳ dị. Một tay cầm lấy cây đinh ba cắm trên đầu lâu,
tay còn lại cầm một chiếc chuông nhỏ, bật âm thanh rầm rì quen thuộc kia lên, tắt đèn và bắt đầu nhảy múa. Điệu múa vô cùng quen thuộc mà Mai đã được nhìn thấy trên dưới hơn 5 lần. Ánh sáng xanh đỏ, điệu múa kỳ lạ và những thứ còn đang diễn ra trước mắt khiến cho cô nhớ đến đoạn video về quỷ Satan mà các bạn trong lớp đã xem. Satan nhập vào người và biến họ thành những kẻ độc ác, không còn tính người. Khi bạn phụng sự cho quỷ Satan, bạn sẽ trở nên bất diệt. Kiếp sau bạn sẽ cai trị thế gian và chinh phục được mọi người. Trung đang muốn dùng mạng sống của người khác để hiến tế cho quỷ Satan. Hắn ta là một tín đồ của quỷ. Bài nhảy kéo dài hơn 15 phút. Sau khi xong xuôi, Trung quỳ mọp xuống đất, giọng vô cùng thành khẩn nói: "Con ở đây tạ lỗi cùng ngài vì đã mang đến cho ngài vật hiến tế không được sạch sẽ. Xin ngài hãy uống máu của con để nguôi ngoai cơn giận này." Trung nói xong liền cầm lấy cái dao, không chút do dự cắt ngang cổ tay mình. Máu chậm chậm theo vết thương chảy xuống. Hắn đưa chén lên hứng đến khi đầy, liền đặt tới chỗ cũ. Không màng đến vết thương vẫn còn đang chảy máu, Trung cứ quỳ ở đó dập đầu liên tục. Tiếng bầm bợp khi đầu chạm sàn của hắn ta cùng lúc đồng bộ với tiếng tim đập của Mai. Đôi mắt của cô từ ban đầu vẫn luôn dán chặt vào thi thể không đầu nằm trên đất của Yến. Điều cô đang nghĩ chính là tại sao khi chặt đầu, thi thể của chị họ lại phun ra máu. Sau khi chết, các cơ quan trong cơ thể bị đình chỉ hoạt động, hệ tuần hoàn dừng lại, máu làm sao phun ra. Không lẽ lúc đầu bị chặt xuống, chị họ vẫn còn sống? Vậy chị họ đã bị giam ở đâu? Tại sao cô không thể tìm thấy? Trung đứng dậy, cả người hơi loạn choạng vì mất máu quá nhiều. Hắn ta đi đến một góc, lấy ra một cuộn ni lông lớn, rất quen thuộc và nhanh chóng quấn lấy thi thể của chị họ lại. Yến bị quấn lại, quăng vào cạnh tủ. Mai trung rẩy tiếp tục lùi vào trong. Bàn tay chống đỡ cơ thể, đột nhiên chạm phải thứ gì đó mềm mềm, được quấn trong lớp ni lông căng chặt. Cô đảo mắt nhìn Trung đang bận rộn lau sạch vết máu ở bên ngoài. Tay nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại mở lên. Như có dự cảm từ trước, nhưng khi nhìn thấy thật sự vẫn khiến cho Mai điếng hồn muốn ngất đi. Bên cạnh cô là một thi thể không đầu khác đang lẳng lặng ngồi ở đó. Thông qua lớp ni lông, cô vẫn có thể nhìn ra thi thể này mặc trên người một chiếc váy trắng. Không lẽ đây là của hồn ma cô gái kia hay sao? Bàn tay của Mai run run khiến cho điện thoại cầm không chắc mà nặng nề rơi xuống. Bộp một tiếng, các căn phòng im lặng, bất giác như đóng băng. Trung chậm chậm quay đầu nhìn về hướng tủ. Hắn ta đứng lên, cầm lấy con dao đặt trên bàn thờ, từng bước tiến lại gần. Mai cảm nhận được sự nguy hiểm từ tận sâu trong xương. Cô liên tục khẩn cầu, ước gì bản thân có thể tàn hình trong lúc này. Cô hối hận khi đã quá vội vàng mà bước chân vào đây, bởi vì cuộc đời cô có thể kết thúc ngay tại đây. Là con chuột nào thèm thịt nên chui vào trong ngăn tủ, hay là thứ kia lại có thể còn sống sau khi mất đầu sao? Trung cầm con dao vẫn chưa khô máu đứng ở trước tủ, khóe môi nhếch lên cười đầy mang rợ, đưa chân đá thi thể của Yến qua một bên, tay giữ chặt tủ phòng khi người bên trong đột nhiên tung ra, sau đó dùng sức mà lắc mạnh. Mai đã thấy cả cơ thể của hắn ta áp sát vào tủ, cả người như đảo lộn lên vì sự chuyển động của chiếc tủ. Kèm theo đó là tiếng cười ngày một lớn hơn, như đang chơi đùa với con mồi yếu ớt không còn đủ sức chống trả.
cơ bắp đau nhức kêu lên. Trung cuối cùng cũng chịu dừng lại. Ngay giây phút cô chuẩn bị thở thì một tiếng phập truyền đến. Mũi dao nhọn hoắt chỉ cách con ngươi của cô chưa đầy hai lóng tay. Như đoán ra được hành động tiếp theo của Trung, Mai cố gắng áp sát thật sát vào tủ. Liền ngay sau đó, mũi dao nhọn hoắt kia liên tục xuất hiện ở mọi nơi. Khi thì ở đỉnh đầu, lúc gần chạm tới mắt, mũi, khi thì eo, bụng. Mỗi lần mũi dao kia đâm vào, Mai đều cảm nhận được sự hưng phấn của Trung ngày một tăng cao. Chợt Mai nhỏ giọng rên lên một tiếng, bởi vì bắp chân của cô đã bị đâm trúng. Vết đâm không sâu nhưng đã bắt đầu chảy máu ra. Trung sẽ nhìn thấy và cô sẽ không thoát được lần này. Xẹt một tiếng, mũi dao không chút do dự rút ra khỏi chân Mai. Trung vừa nhìn thấy vết máu mới tinh liền cười lớn. Lập tức cánh cửa bị mở toang ra. Cơ thể nhỏ nhắn của Mai ngồi lọt thởm trong ngăn tủ. Một tay chống lên cửa, đẩy cơ thể vào trong. Tay còn lại vẫn giữ tư thế bịt chặt lấy miệng. Cô trợn mắt nhìn chằm chằm vào Trung, như thể hắn ta đã hoàn toàn bị quỷ Satan chiếm lấy. Trong mắt cô, hắn đã chẳng phải là con người nữa rồi. Nước mắt Mai lặng lẽ rơi xuống. Cô tuyệt vọng khi nghĩ rằng bản thân đã tìm ra được chị họ, nhưng không có cách nào nói ra hay mang chị ấy về cho bác trai cả. Sự nông nổi và thiếu suy nghĩ của cô đã khiến cho cô phải trả giá. Cô nhắm chặt mắt và chờ đợi sự trừng phạt đến với mình. Nhưng đổi lại điều đó, Trung cũng đang trừng mắt nhìn vào bên trong tủ. Trong đôi mắt của hắn thì phía trước mặt chỉ có duy nhất một cái xác đã được quấn chặt trong lớp ni lông. Một lần nữa đưa lưỡi dao dính máu lên mũi. Mùi máu tươi vẫn còn nồng nàn, nhưng trong tủ lại không có ai cả. Tại sao lại không có ai chứ? Câu nói của Trung khiến cho Mai như tỉnh giấc. Cô từ từ mở mắt ra, và phía trước mặt cô, hồn ma cô gái đang đứng chắn trước tầm nhìn của hắn ta. Trung bị ma che mắt rồi. Hồn ma cô gái chắn trước cửa quay đầu nhìn cô, miệng cử động liên tục. Mai trong bóng tối mờ ảo cố gắng đọc ra được thành câu, thành chữ. Nhưng cô chưa từng học, chưa từng tiếp xúc với cách đọc khẩu hình. Những từ ngữ rời rạc, không cách nào nối thành câu hoàn chỉnh. Những gì Mai nhìn được chính là đi, rời, đi, chết hết. Trong trường hợp này, Mai sẽ hiểu nó là rời đi ngay, nếu không sẽ chết hết. Trung lùi lại, đưa tay dụi mắt liên tục. Hắn như phát điên khi không thể tin vào đôi mắt của chính mình. Nhân cơ hội đó, nhờ sự giúp đỡ của hồn ma, Mai đường đường chính chính rời khỏi căn phòng đầy ám ảnh ngay dưới ánh mắt của Trung mà hắn không nhận biết được gì hết. Nhưng khi ra đến cửa, hồn ma cô gái đã bị dội ngược lại. Cô ấy không thể rời khỏi căn nhà nếu như không có Trung. Mạng của cô đã nằm trong tay của hắn. Căn nhà đã trở thành mộ chôn của cô. Tôi sẽ để cô được an nghỉ. Mai đưa tay bịt chặt lấy vết thương, đầy cảm kích nhìn cô trước khi rời khỏi nhà của Trung. Chân bị thương khiến cho Mai vô cùng đau đớn. Cô đưa tay bịt chặt miệng vết thương, lê lết trở về phòng trọ. Rất may hiện tại đã trễ rồi, nên bên ngoài không có ai. Nếu như ai đó nhìn thấy cô trong tình trạng này, nhất định cho rằng cô gặp phải một tên biến thái giết người, sẽ hô hoán gọi mọi người mất. Trung cũng sẽ vì vậy mà biết được người khi nãy trong nhà hắn
là cô. Mai trở về phòng nhưng vẫn không dám bật đèn. Cô đưa tay chộp lấy đèn ngủ trên đầu giường, dùng nó chiếu ánh sáng để băng bó vết thương. Mai không phải là người thường bị thương, nhưng vì cô đang ở xa nhà nên cha mẹ cô luôn nhắc cô phải mua đồ cứu thương và những loại thuốc cần thiết cấp bách để trong nhà. Cô nhớ bản thân lúc đó đã nói cha mẹ lo xa quá, nhưng hiện tại lại muốn gọi điện ngay để cảm ơn hai người họ. Mai rửa vết thương, lau sạch vết máu và băng bó lại. Cánh cửa tủ tuy mỏng nhưng không gian bên trong vẫn tương đối lớn, cho nên khi mũi dao đâm vào hết cỡ cũng chỉ tạo ra một vết thương chừng khoảng 4-5 phân ở trên đùi. Cô dùng khăn lau sạch vết máu đi. Lúc này mới có thời gian nhớ về cái chuyện kinh hoàng mà bản thân vừa trải qua. Một tên sát nhân vô cùng bệnh hoạn và biến thái đang sống ở nhà bên cạnh. Mỗi ngày hắn đều dùng gương mặt tuấn tú ẩn sau lớp kính cận đầy tri thức kia để tìm kiếm con mồi. Ánh mắt Mai nhìn lên bàn học, tấm thẻ căn cước kia một lần nữa xuất hiện. Mai chồm người giơ tay cầm lấy. Ở vị trí khuôn mặt vốn đã bị một vết bẩn lớn che mất đi, bây giờ đã hoàn toàn lành lặn. Gương mặt người trên tấm thẻ chính là gương mặt của hồn ma đã giúp đỡ cô. Ngay lập tức, trong đầu Mai xuất hiện những hình ảnh vô cùng xa lạ, mà nhân vật chính trong đó là Trung và hồn ma cô gái kia. Bây giờ thì Mai đã biết cô gái đó là ai. Cô là Nguyễn Minh Ngọc, sinh năm 2001, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Và rồi cô mãi dừng lại ở cái tuổi 20 đó. Mai từng nghe người bà đã mất của cô kể lại rằng khi một linh hồn muốn nói cho người đối diện biết điều gì đó, họ sẽ chạm vào người kia. Khoảnh khắc đó, tất cả những ký ức, cảm giác của linh hồn kia sẽ được truyền đến người đối diện. Bà của cô đã nhìn thấy linh hồn của ông cô, biết được nơi ông đã chiến đấu và hy sinh bằng cách này. Đương nhiên là cô không tin vào điều đó và cho rằng đó chỉ là một câu chuyện xưa cũ trong cuộc trò chuyện của hai bà cháu mà thôi. Nhưng những gì Mai đang nhìn thấy lại gián tiếp nói cho cô biết quan niệm của bản thân đã sai rồi. Mai thấy Trung và Ngọc hẹn hò vui vẻ lắm. Hắn đưa cô ấy đến hội trường nơi hắn tập kịch. Ngọc bị mê mẩn bởi sự tuấn tú, sự chăm chỉ và nghiêm túc khi làm việc của người con trai này. Giống như Duyên, cô ấy cũng đắm chìm trong niềm hạnh phúc vì nghĩ mình đã gặp được một người tốt. Mỗi ngày sau buổi hẹn hò, cô đều kể cho bạn cùng phòng nghe. Đôi khi còn có chút tận hưởng ánh mắt ghen tị của bọn họ nữa. Mai đang cảm nhận rất chân thật cái cảm xúc hạnh phúc của Ngọc. Nếu như Trung thật sự là một người tốt thì cô ấy chính là cô gái may mắn nhất đời. Cả cô cũng có đôi chút ngưỡng mộ khi thấy sự quan tâm của Trung dành cho Ngọc. Khung cảnh lại được chuyển qua cảnh Trung đến đón Ngọc dưới ký túc xá. Thời gian hiển thị trên điện thoại mà cô cầm trên tay là 18:30 ngày 15 tháng 10, cũng chính là ngày mà gia đình báo cô đã mất tích. Ngọc được Trung chở về nhà, nói rằng sẽ giới thiệu cô ấy với cha của mình. Cô đã rất căng thẳng nhưng vẫn đồng ý theo hắn, vì cô nghĩ rằng Trung rất nghiêm túc trong mối quan hệ giữa hai người khi quyết định giới thiệu cô với người lớn quan trọng trong nhà như thế. Trung nói rằng 6 giờ chiều cha hắn mới đi làm về, nên thời gian gặp mặt mới bị dời về buổi tối. Ngọc cảm thấy không có vấn đề gì. Cô đã mua quà và chọn một bộ đồ kín đáo nghiêm túc nhất của mình để đến đây. Lúc ngồi trên xe, Ngọc thậm chí còn nghĩ đến việc nếu kết hôn ở tuổi 20 thì có quá sớm hay không? Hoặc là cô sẽ bảo Trung tốt nghiệp xong rồi mới tính đến chuyện kia. Đoạn đường chỉ mất 20 phút chạy xe, nhưng trong đầu Ngọc chạy lanh quanh hơn 100 câu hỏi khác nhau. Mai như một cái bóng vô hình đứng đó, có thể im lặng nhìn thấy mọi chuyện nhưng không cách nào ngăn cản hay can thiệp được gì. Cô cũng cảm nhận được tâm trạng hồi hộp, lo lắng của Ngọc.
chắc cô ấy có nằm mơ cũng không nghĩ rằng đó là lần cuối cùng bản thân còn có thể nhìn thấy bóng đèn đường chớp nhoáng ở trước cổng ký túc xá. Ngọc được Trung chở đến nhà. Hai tay cô bị căng thẳng mà siết chặt lại. Chân thì cứ liên tục đi tới đi lui để bớt lo lắng. Trung mỉm cười nhìn cô, nhỏ giọng an ủi. Cha là một người rất hiền lành, em không cần phải lo lắng đâu. Chỉ đến gặp mặt và ăn cơm tối cùng nhau mà. Tại anh tự nhiên nói muốn dẫn em tới gặp cha, cho nên mới vậy đó. Phải chi nói sớm chút để em còn chuẩn bị kỹ hơn. Ngọc đánh nhẹ lên cánh tay hắn, giận dỗi nói. Trung đưa tay chạm vào dái tay của cô, nhẹ nhàng ma sát. Anh xin lỗi được chưa? Là cha anh biết anh đã có bạn gái rồi, cho nên mới nung nóng muốn gặp đó. Yên tâm đi, hôm nay mấy sẽ không nói lời nào đâu, chỉ cùng nhau ăn cơm mà thôi. Ngọc vì hành động của Trung mà đỏ hết cả mặt. Chỗ hắn sờ vào cũng nóng ran hết cả lên, nhỏ giọng lẩm bẩm. Sao có thể không nói lời nào được chứ? Trung đưa Ngọc vào nhà để cô ngồi ở phòng khách, còn bản thân thì lên lầu gọi cha hắn xuống. Ngọc ngồi trên ghế ở phòng khách, đảo mắt nhìn quanh. Từ bên ngoài cô cảm thấy có cái gì đó rất kỳ lạ về ngôi nhà này. Mặc dù đó là một ngôi nhà vô cùng xinh đẹp, với hai tầng lầu và ban công kéo dài vòng quanh nhà. Một vài chậu hoa được thấy treo phía ngoài. Khoảng sân trước cũng rất rộng, có thể để vừa hai chiếc xe hơi mà vẫn còn chỗ trống. Nếu chỉ có như vậy thì đâu có gì đáng nói. Là nữ giới, cho nên bản năng và cách nhìn nhận sự việc của cô đặc biệt nhạy cảm hơn rất nhiều. Có cái gì đó trong căn nhà khiến cho cô cảm thấy không thoải mái. Ngọc đưa mắt nhìn chiếc ly trên bàn đang ngã ra, thì đưa tay chỉnh lại. Nhìn thấy vệt sáng bóng phía bên dưới, cô mới chợt nhận ra cái điều kỳ lạ mà cô cảm thấy là cái gì. Chiếc bàn vốn dĩ có màu nâu sậm hơi đen, chứ không phải màu nâu sáng. Lớp trắng ở phía trên là bụi bám, nhưng cô cứ nghĩ đó là màu sắc của cái bàn. Ngoài sân rất rộng và có nhiều cây, nhưng tất cả đều thiếu sức sống. Lá vàng héo rụng rất nhiều quanh gốc, hình như đã rất lâu rồi không được tưới nước. Ngoài ban công có rất nhiều giỏ hoa được treo, nhưng lại không có bông hoa nào trong đó. Có lẽ là chưa trồng hoặc là đã chết hết rồi. Ngọc đưa tay kéo cái tà váy của mình lên, mới phát hiện ra một vệt bụi bám trên đó, rất là nổi bật. Nơi này ít nhất cũng phải cả năm rồi không được dọn dẹp. Nếu không làm sao có thể để bụi bám dày như vậy được. Ngọc nhìn lên lầu, thấy đã lâu rồi mà Trung vẫn chưa trở lại, liền bắt đầu thấy lo sợ. Sự bất an khiến cho cô không thể ngồi yên được trên ghế nữa. Cô đứng dậy bước lên chân cầu thang, định lên đó tìm hắn. Bàn tay vừa đặt lên thanh vịnh của cầu thang thì liền trục lại. Lớp bụi xám đen gần như che mất đi đường chỉ tay của cô. Nhìn trên tường thì xung quanh đều bám đầy mạng nhện, kéo dài từ phòng khách tới nhà bếp. Nhìn kiểu nào cũng không giống như là một nơi thường xuyên có người ở. Hơn nữa, Trung nói đến đây cùng ăn cơm với người lớn, nhưng căn bếp đầy mạng nhện và bụi như thế kia, làm sao có thể nấu ăn được. Ngôi nhà này nhìn sơ qua khang trang, nhưng chẳng khác gì một ngôi nhà hoang cả. Không thể chịu đựng được sự lạnh lẽo nơi đây, Ngọc quyết định đi lên lầu tìm Trung để hỏi rõ. Trên lầu tổng cộng có 3 căn phòng. Căn bên tay trái là căn duy nhất có ánh sáng hắt ra. Ngọc đưa tay vặn nắm cửa đi vào. Đến khi buông tay thì theo phản xạ tự nhiên lật lòng bàn tay ra xem. Phát hiện dường như đây là nơi đầu tiên không bị bụi bám trong nhà. Ngọc vừa bước vào phòng liền bị cảnh tượng trước mặt dọa cho đứng hình. Cánh cửa sau lưng chưa kịp khép lại đã bị đẩy ra. Ngọc thấy Trung đi vào, theo bản năng mách bảo liền lùi lại, cách hắn một khoảng.
ánh mắt liên tục đảo tới đảo lui, nhìn những thứ được trưng bày trong phòng. Đó chính là cảnh tượng mà Mai đã nhìn thấy khi bước vào phòng này lần đầu tiên. Phản ứng của hai người cứ như sao chép với nhau vậy. Điểm khác biệt duy nhất chính là bên cạnh bức tượng quỷ Satan còn có đặt bức ảnh của một người đàn ông. Trung mỉm cười, tiến tới gần bàn thờ. Hắn nhếch mép nở một nụ cười vô cùng quen thuộc. Nhưng ngay lúc này, cô lại thấy vô cùng sợ hãi với nụ cười đó. Chào cha đi. Anh định sẽ giới thiệu cho hai người gặp mặt trước đó rồi. Nhưng vì thời gian gần đây luôn bận với bài diễn tốt nghiệp, nên là không có cơ hội. Đây là gì vậy? Anh đang thờ phụng quỷ sao? Trên bàn thờ có đặt một chén nước màu đỏ. Bên cạnh còn có một con dao dính đầy vết bẩn như vết rỉ sét. Sắc mặt Trung đột nhiên thay đổi khi Ngọc nhắc đến một từ quỷ với một cách sợ hãi. Hắn thở hắt ra một tiếng, trừng mắt nhìn cô. Ngài ấy là thần, không phải là quỷ. Anh đang làm một số việc vô cùng có ý nghĩa. Không phải em nói rất ngưỡng mộ anh sao? Chỉ cần làm xong việc này, anh sẽ trở thành người bất diệt. Không ai có thể làm ngơ sự tồn tại của anh nữa. Thậm chí ở kiếp sau còn có thể cai trị thế gian này. Có phải rất thần kỳ hay không? Trung đang nói cùng ngôn ngữ với cô, nhưng cô lại không hiểu bất cứ điều gì trong đó. Mỗi từ anh nói ra, cô đều đã được học, nhưng tại sao khi ghép lại thì cô chẳng hiểu được. Sự ngờ vực khiến cho cô không nhịn được mà hỏi. Là ai nói với anh những chuyện đó? Đó là bí mật. Không phải ai họ cũng biết được điều đó đâu. Anh rất may mắn mới có thể biết được chuyện đó đó. Nhưng mà để làm được chuyện này thì cần bỏ ra rất nhiều thứ. Trong đó có cả em nữa. Trực giác nhạy bén của con gái cho Ngọc biết là những lời Trung nói đang báo trước điều gì. Cho đến khi bàn tay hắn chạm vào con dao trên bàn thì cô mới biết được chính xác điều báo đó là cái gì. Mai đứng đó đóng vai trò như một du hồn. Cô bịt chặt miệng để không phát ra tiếng la hét. Mặc dù cô biết là cô có la khản cổ thì hai người họ cũng chẳng nghe được. Mai đứng đó, đôi mắt trừng trừng mở lớn, nhìn cảnh Ngọc bị tên sát nhân mất hết tính người kia đè trên đất đánh gục đi. Hắn dùng búa chặt đầu cô, cắt lưỡi cô ra, dùng máu của cô để tế quỷ, dùng đầu cô để làm vật tế. Toàn thân cô bị quấn trong lớp ni lông dày rồi bỏ vào trong tủ. Từ đầu chí cuối, trên gương mặt của Trung vẫn không có chút xao động nào. Hắn đang giết người, nhưng lại giống như chỉ giết một con gián, một con muỗi vậy. Mày biết, cô đang phải đối mặt với một con quỷ tôn thờ tà giáo, chứ không phải chỉ đơn thuần là một người bị những điều sai lầm gây lạc lối. Khoảnh khắc mà Ngọc gục xuống, linh hồn cô rời khỏi thân xác. Cô đứng đó nhìn kỹ từng việc mà Trung làm ra với thân thể của mình. Có lẽ vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nên Ngọc vẫn chưa cảm nhận được cái gì gọi là đau đớn vì bị đánh hay bị chặt đầu. Nhưng một giây sau đó, Ngọc đưa tay ôm đầu, cong người gào thét. Nhưng lưỡi đã bị cắt, cho nên những âm thanh phát ra chỉ là những âm thanh nghẹn ngào ở cổ họng. Nước mắt cô chảy dài, bàn tay đưa xuống ôm lấy cổ. Trong tầm mắt Mai có thể dễ dàng nhìn thấy được linh hồn của Ngọc lúc ẩn lúc hiện. Có lẽ cô đã nhận ra bản thân gặp phải chuyện gì rồi. Cú sốc quá lớn khiến cho cô gần như tan biến. Cái cảm giác đau đớn kia Mai cũng cảm nhận được. Cả đời cô chưa bao giờ nghĩ rằng hóa ra hai từ đau đớn vốn không có cách nào diễn tả rõ ràng được nỗi đau cả. Vì sự đau đớn này phải dùng cơ thể, giác quan để cảm nhận,
không có từ ngữ nào trên đời có thể diễn tả được hết. Một sự lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến cho Mai rùng mình lùi lại. Nơi cô đang đứng không còn là căn phòng đáng sợ kia nữa, mà là ở trước cửa nhà của Trung. Đó là nơi cô gặp Ngọc lần đầu tiên. Đó cũng là lần đầu tiên bắt đầu những chuỗi ngày kỳ lạ của mình từ tấm thẻ căn cước kia. Nhưng bây giờ Mai đã hiểu rõ mọi chuyện. Cái thẻ căn cước nằm đó không phải là không ai nhặt được, mà là không có người nào ngoài cô có thể nhìn thấy để mà nhặt lên. Ngọc đã cố tình để lại nó ở đó khi theo Trung ra ngoài. Có lẽ vì cái chết tức tưởi của mình khiến cho cô không cách nào siêu thoát được, nên đành phải bám lấy tên hung thủ đã giết hại mình. Còn Trung, một kẻ sát nhân, thì không thể ngờ rằng hắn đang bị một hồn ma bám theo sau khi đã giết hại biết bao nhiêu người. Thước phim chạy trong đầu kia kết thúc đi, Mai đã quay lại căn phòng tối của mình. Theo sự đau đớn vẫn còn âm ỉ nơi bắp chân, nhớ đến những lời Trung nói, Mai dùng điện thoại tra cứu những từ khóa liên quan đến Satan, thì tìm thấy một đoạn video nói về những điều mà Trung đã nhắc đến. Muốn được trở thành tín đồ của quỷ Satan, phải thực hiện một số nghi lễ hiến tế đầy đáng sợ. Trong đó có một nghi thức ghi rõ rằng phải hiến tế cho chúa quỷ 18 sinh mạng trinh nữ. Nếu như nghi thức hoàn thành, thì người đó sẽ được chúa quỷ thừa nhận là tín đồ chân chính. Họ sẽ có được sự bất tử, trở thành người đứng đầu và thao túng được tất cả mọi người. Trinh nữ sao? Nếu đặt giả thuyết Trung đã biết được việc chị họ đã không còn trinh tiết nữa, vậy thì nghi thức hiến tế đã bị đứt đoạn. Đó là lý do hắn đột nhiên trở nên giận dữ và trút giận lên thi thể của chị họ, mặc dù chị ấy chỉ còn là một cái xác bất động. Nhưng làm sao Trung biết chuyện chị họ chứ? Ai là người nói cho hắn nghe? Có lẽ hắn đã đến chỗ chị làm và biết được chị ấy đang làm cái nghề gì, nên tự hiểu ra. Hoặc là... Mai đang nghĩ, có khi nào Duyên đã nói với hắn hay không? Duyên đã dành rất nhiều tình cảm cho Trung. Cô ấy có lẽ sẽ thấy sốc khi biết rằng Bạch Mã hoàng tử trong mắt của mình hóa ra lại là một tên bắt cá không biết bao nhiêu tay. Hơn nữa, một lúc cùng quen nhiều người như vậy, khó tránh trường hợp sẽ bị so sánh. Mà Duyên lại vô cùng khinh thường những người làm nghề như Yến. Có lẽ trong một lúc tức giận, Duyên đã nói cho Trung nghe chuyện đó. Mục đích chỉ muốn cho hắn biết rằng bản thân đã sai lầm khi phản bội cô mà thôi. Chị họ đã chết mà hắn còn hành hạ như vậy. Nếu thực sự Duyên là người nói cho hắn biết chuyện kia, không biết hắn ta có thể làm ra chuyện gì. Càng nghĩ càng thấy lo, Mai cầm điện thoại trên tay bấm số gọi Duyên. Nếu cô chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí để bình tĩnh, thì cũng không nên lâu như vậy mà vẫn chưa dậy. Điện thoại bắt đầu đổ chuông, từng hồi reo lên. Âm thanh chuông reo rõ ràng đến mức cứ tưởng đang ở ngay bên cạnh. Nhưng rồi Mai giật bắn người khi nhận ra tiếng nhạc chuông quen thuộc từ điện thoại của Duyên truyền đến bên tai. Nhưng nó không xuất phát trong phòng, cũng không phải ở trước hành lang, mà nó xuất phát từ cửa sổ phòng bên cạnh. Điện thoại của Duyên đang ở bên nhà của Trung. Chuông điện thoại của Duyên reo một hồi lâu mà vẫn không ai bắt máy. Mai cẩn thận hé mắt nhìn qua cửa sổ phòng bên kia, thì thấy bóng của Trung đang đứng trong phòng, đầu cúi xuống như nhìn cái gì đó. Cô đoán là điện thoại của Duyên. Hắn cứ nhìn như vậy cho đến khi chuông reo hết thời gian chờ. Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡn. Rèm cửa chậm chậm kéo ra, một ánh mắt sắc bén nhìn qua bên cạnh khiến cho Mai như ngừng thở. Lo sợ hắn nghi ngờ,
cô lập tức gửi thêm một tin nhắn. Ngày mai tôi có tiết, cho nên tôi ngủ sớm. Cửa khóa rồi, lúc về tự mở cửa vô nha. Tin nhắn gửi đi vừa xong, Mai sợ hãi ngồi yên trong phòng. Bóng tối bao trùm khiến cho cô càng thêm sợ. Nhưng cô vẫn cố gắng trấn an bản thân để có thể suy nghĩ được cách tóm được cái tên sát nhân kia. Báo công an có lẽ là lựa chọn tốt nhất, nhưng quan trọng là họ có tin lời cô hay không. Làm sao có thể ngờ rằng một thanh niên ưu tú như thế lại là một người vô cùng đáng sợ. Đã vậy còn thẳng tay chặt đầu người không chút do dự, chỉ vì tin vào những thứ vô căn cứ trên mạng chứ. Nhưng đó là cách tốt nhất, ngoài ra thì không còn cách nào khác. Mai đã gọi điện, nhưng thay vì nói rõ mọi chuyện bản thân đã nhìn thấy và trải nghiệm, cô nói rằng cô nghe được tiếng la hét kêu cứu rất lớn từ nhà bên cạnh. Khi nhìn sang thì thấy có một người đàn ông đã cầm dao dọa giết một người phụ nữ. Công an sau khi nghe báo tin đã nhanh chóng chạy đến theo địa chỉ mà cô đưa. Gần đây trong khu vực xảy ra rất nhiều vụ sát hại các cô gái, nên áp lực từ cấp trên và cả dư luận luôn đè nặng lên vai của các đồng chí công an. Vì thế mà khi nghe tin báo, tất cả đều cho rằng đó lại là một nạn nhân khác của tên hung thủ hàng loạt kia. Mai đứng trên lầu, nấp trong một góc khuất để trông chừng phòng khi Trung rời khỏi nhà. Hắn có thể sẽ bỏ trốn nếu như nhận ra có người đã đột nhập vào nhà và biết hết tất cả mọi chuyện. 10 phút sau, công an có mặt. Tiếng còi hú khiến cho những người dân gần đó đều tỉnh giấc, nhưng rồi cũng nhanh chóng ngủ lại vì cho rằng đó chỉ là một công vụ được thực hiện lúc nửa đêm mà thôi. Nhưng Trung thì khác. Hắn là tên giết người, cho nên tiếng còi hú kia giống như tiếng gọi của tội lỗi đang hướng về phía hắn mà vẫy tay. Ngó đầu từ ban công ra, nhìn thấy trước cửa nhà đậu rất nhiều xe công an, khiến hắn bắt đầu sợ hãi. Quay đầu nhìn căn phòng đã bị mình làm cho lộn xộn, cùng với hai cái xác mất đầu ở trong nhà. Nếu để công an nhìn thấy những điều này, con đường phía trước của hắn chỉ có hai chữ tử hình mà thôi. Công an chuẩn bị muốn vào trong thì bị Trung đứng ra cản lại. Có chuyện gì? Sao mọi người lại tập trung ở nhà tôi? Vị đội trưởng bước lên phía trước, nghiêm giọng nói. Chúng tôi nhận được tin báo, có người nghe thấy tiếng phụ nữ kêu cứu trong nhà cậu. Trong nhà chỉ có mình cậu sao? Có thể để chúng tôi vào nhìn qua một vòng hay không? Tiếng phụ nữ sao? Trung quay mặt cười khinh một tiếng. Hoặc là có người muốn gây rắc rối cho hắn, hoặc là hai người kia thật sự biết kêu cứu. Nhưng đương nhiên là điều đó không thể nào xảy ra được. Hắn khó chịu hỏi. Mấy anh vì một tin báo mà xông vào nhà dân giữa đêm sao? Hàng xóm xung quanh khi nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ như thế nào đây? Mấy anh đang xem tôi là tội phạm hả? Người đội trưởng lên tiếng trấn an, đồng thời cũng giải thích nguyên nhân vì sao bọn họ hành động như vậy, mong Trung thông cảm cho hành động này. Nắm tay Trung siết chặt lại, đứng trước một đám người có dư khả năng đưa hắn vào bốn bức tường kia. Dù có làm gì hay nói như thế nào, hắn cũng không thể thỏa hiệp, không thể để đám người này đi vào bên trong được. Mai đứng phía sau để luôn quan sát tình hình. Cô biết dù cho bọn họ có là công an thì cũng không có cách nào xông vào nhà của người ta chỉ bằng một cuộc gọi vô căn cứ. Chuyện sống chết trong gang tấc chỉ mới xảy ra không lâu, đến bây giờ tim cô vẫn còn đập nhanh đến mức muốn bay ra khỏi lồng ngực. Không nghi ngờ gì là cô thực sự sợ hắn. Nhưng hắn ta đang giữ điện thoại của Duyên. Nếu chẳng may cô ấy bị hắn bắt đi, hoặc trường hợp xấu nhất là bị giết hại, thì phải làm sao? Bàn tay siết chặt lấy điện thoại, cô nhớ đến những tấm hình mà mình đã chụp lúc mới vào căn phòng kia. Dùng hết sự can đảm của hơn 20 năm qua, cô xông ra ngoài, dõng dạc nói. Hắn là kẻ giết người. Tiếng nói lớn của Mai thu hút sự chú ý của những người đang đứng trong sân.
Thậm chí phía ngoài cửa cũng có mấy nhà lân cận lục tục kéo qua. Câu nói vừa rồi của cô đã có không ít người nghe được. Cũng vì thế mà Trung thật sự tức giận. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, nhìn thẳng vào mày. Cô đang nói cái gì? Tôi có bằng chứng. Mày nói xong, dùng điện thoại mở ra mấy tấm hình đưa cho vị đội trưởng xem. Đội trưởng còn chưa kịp hỏi Mai xem có phải là người báo tin hay không, thì đã bị mấy tấm hình đỏ đen trong điện thoại của cô làm cho giật mình. Anh ta lướt nhanh qua tất cả, cho đưa điện thoại lên ngang tầm mắt của Trung mà nói: nếu như không có cô gái nào ở bên trong, vậy tôi có thể vào xem căn phòng bên trong tấm ảnh này hay không? Chúng tôi nghi ngờ bên trong đang tổ chức tuyên truyền tà giáo, nhờ anh hỗ trợ điều tra. Trung vừa nhìn thấy mấy tấm hình kia, liền chắc chắn người ở trong phòng chính là Mai rồi. Nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao cô lại có thể thoát ra trước mắt hắn như vậy. Điên tiết vì bị qua mặt, Trung gào lên giận dữ: con quỷ cái, mày dám làm như vậy sao? Anh giữ mồm chút đi. Một nữ công an bước tới, nắm lấy tay Mai để cô đứng ra phía sau lưng mình, rồi nhỏ giọng nhắc nhở Trung. Tổng cộng có 8 người trong đội điều tra đi vào nhà Trung. Hắn cũng bị 2 người công an giữ tay dắt đi theo. Lúc nãy bị quá vội vàng chạy xuống nhà nên Trung chưa có đóng cửa. Vừa lên lầu thì ánh sáng đỏ quạch từ những ngọn đèn trên bàn thờ đã khiến cho tất cả chú ý. Vừa bước chân vào bên trong thì mọi người trong đó đã bị bức tượng quỷ làm cho giật mình. Anh ta lùi lại, vẻ mặt đầy cảm thán: thật đáng kinh tởm mà. Mấy thứ này mà cũng thờ cúng nữa sao? Trung giằng co không tình nguyện đi theo. Đến khi vừa đứng trước cửa phòng, liền nghe được những lời mà người công an kia nói, giận đến đỏ mặt. Mặc cho hai người đang giữ lấy hắn đều là những người lực lưỡng, Trung vẫn vùng ra được. Hắn chạy ào vào phòng, không một chút do dự, chụp lấy con dao trên bàn, đâm về phía cái người vừa buông ra những lời bất kính với đấng tối cao của hắn. Nhưng người công an kia không phải tay gà mờ, dù cho bất ngờ nhưng vẫn dễ dàng tránh thoát được. Có điều không gian trong phòng quá nhỏ, khiến cho anh vấp phải đồ trên sàn, ngã vào trong chiếc tủ trong góc. Lực va chạm mạnh khiến cho cánh cửa theo quán tính liền mở ra. Hai bộ thi thể không đầu bên trong không còn điểm tựa, lại thêm không gian không đủ rộng mà ngã ra đất. Một cảnh tượng khiến cho ai cũng không thể bình tĩnh được. Dù cho có là đội trưởng điều tra hình sự có thâm niên rất nhiều năm. Hết tiếng xe công an lại đến xe cứu thương vang lên. Những người vốn đã quen với những âm thanh này về đêm cũng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, gắng gượng ngồi dậy rời khỏi chiếc giường êm ái mà đi ra ngoài. Công an được gọi đến chi viện ngày một đông vì phát hiện vô cùng kinh ngạc bên trong ngôi nhà hai tầng này. Cho đến khi hai cái cán y tế được khiêng ra với hai bộ thi thể bên trên thì người dân mới bàng hoàng nhận ra đã có một chuyện rất nghiêm trọng xảy ra bên cạnh nơi họ sinh sống. Trung bị còng tay ngay lập tức. Hơn nữa công an còn phải dùng dây trói chặt cánh tay của hắn vào cơ thể để phòng khi hắn bộc phát sự chống cự. Lúc Trung được chắc từ trên lầu trở lại, Mai đứng ở phòng khách, nước mắt lưng tròng vì sợ hãi. Vừa nhìn thấy hắn liền chạy đến chất vấn ngay: Dương đang ở đâu? Anh làm gì cô ấy rồi? Duyên hả? Chắc tao giết nó rồi. Trung cười ha hả để đắc ý sau khi nhìn thấy gương mặt lo sợ của Mai. Những người xung quanh cũng không kìm được sự tức giận. Nếu như bọn họ không phải người đang thi hành công vụ thì chắc đã đấm vào mặt hắn mấy cái rồi. Mai bị dọa cho run người, lại nghe cái tiếng cười hả hê của Trung thì lại càng thêm sợ hãi. Nếu cô cảnh báo trước cho Duyên về tên cặn bã này thì cô ấy đã không tiếp tục qua lại với hắn. Nếu không tiếp tục qua lại nữa
thì cô ấy đã không phải chết rồi. Mai ôm mặt gục xuống sàn đầy bụi bẩn mà khóc lớn. Những người bên cạnh có khuyên như thế nào, cô cũng không nín khóc. Cho đến khi nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc truyền đến bên tai. Bà sao vậy? Tên khốn nạn nó làm gì bà hả? Duyên lúc này tóc tai bù xù, mắt đỏ hoe từ bên ngoài chạy vào. Thấy Mai khóc lóc thảm thiết mới chạy tới bên cạnh mà lo lắng hỏi một câu. Tiếng khóc lập tức nín bặt đi. Mai ngẩng đầu nhìn thấy người bạn thân thiết của mình, một giọt nước mắt cũng không rơi ra thêm được nữa. Cuộc đời cô chắc chưa bao giờ cảm thấy vui mừng đến như hôm nay. Cho dù là ngày nhận được tin báo trúng tuyển đại học cũng không bằng. Hóa ra Duyên trong lúc mất bình tĩnh đã gọi Trung ra gặp mặt nói chuyện. Lúc cô hỏi hắn có phải là một lúc quen nhiều người hay không, hắn lập tức phủ nhận. Nhưng khi Duyên nói rõ ra người hắn quen là Yến, chị họ của cô bạn thân của Duyên, còn khinh bỉ nói rằng cô Yến đó là người không sạch sẽ, vốn không xứng để cô bị hắn mà tranh giành. Cuối cùng còn giận đến mức quăng luôn cả điện thoại của mình. Thế rồi trong lúc những người công an điều tra đang làm việc, ở giữa phòng khách có hai cô gái ôm nhau mà khóc. Tiếng khóc thê lương như khóc giùm cho những linh hồn cuối cùng cũng được ngài siêu thoát. Hai thi thể nhanh chóng được xác định là chị họ của Mai và cô gái tên Ngọc. Người nhà cũng được báo tin ngay trong đêm để đến nhận xác. Bác trai và bác gái đã khóc rất nhiều. Bác gái còn quay qua trách cô tại sao tên sát nhân sống ngay bên cạnh, chị họ bị giết hại ngay gần đó mà cô lại không biết. Mặc dù biết bác chỉ vì đau lòng con gái quá nên mới nói ra như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Cô là người trực tiếp nhìn thấy chị họ bị chặt đầu. Đối mặt với tên hung thủ mất nhân tính, cô có bao nhiêu sợ hãi, bác gái nào có biết. Chuyện bên cạnh nhà xuất hiện một tên sát nhân hàng loạt trở thành điểm nóng trong tất cả những cuộc trò chuyện trong khu. Cha mẹ cô cũng không tiếc lời trách mắng cô tại sao lại liều lĩnh như vậy. Lỡ cái tên ác ôn kia làm gì hại đến cô thì phải làm sao? Mai không dám cãi, chỉ im lặng nghe chửi. Sau đó an ủi hai người rằng mình đã lớn và biết cân nhắc thiệt hơn mọi chuyện trước khi làm. Mặc dù cô nói ra như vậy, nhưng cô cũng không thể chắc chắn điều đó. Mọi việc lúc ấy Mai đang làm theo bản năng. Ngày đêm đó, căn nhà của Trung bị căng dây cảnh giới, còn có công an thường xuyên ra vào để thu thập thêm bằng chứng. Cả xóm mấy ngày liên tục không được ngủ ngon. Đến ngày thứ tư, sau khi Trung bị bắt, rất nhiều công an đã tập trung ở nhà của hắn. Mỗi người trên tay đều cầm theo xẻng và cuốc, bắt đầu đào bới từ 1 giờ chiều đến hơn 8 giờ tối. Đến khi quá trình kết thúc, tổng cộng thu được 5 bộ thi thể từ trong vườn cây của nhà Trung. Tất cả đều được quấn kín trong ni lông. Theo khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân sớm nhất là cách đây 4 tháng. Trong vòng 4 tháng, Trung đã thành công giết hại 7 cô gái mà không để lộ bất kỳ một manh mối nào. Nếu như không có sự xuất hiện của Mai thì không biết còn có bao nhiêu cô gái sẽ bị hại dưới tay của hắn nữa. Sau khi Trung bị bắt, công an cho người khám xét toàn bộ ngôi nhà và thu được rất nhiều đồ vật của nữ giới bên trong căn phòng. Phải mất một thời gian khá lâu, Trung mới để lộ sơ hở để đội điều tra dựa vào đó mà tìm chủ nhân của những đồ vật kia. Nhưng có một thứ vẫn chưa tìm ra được. Tổng cộng 7 thi thể nhưng chỉ tìm ra được 3 cái đầu. Trung khi nghe đến việc này cũng rất ngạc nhiên, còn lớn tiếng nói rằng ngài ấy đã chấp nhận tế phẩm của hắn nên đã mang đi rồi. Những điều vô nghĩa như vậy đương nhiên không ai nghe theo hắn cả. Công an đã điều thêm người đến hầu như toàn bộ ngôi nhà đều bị lật tung lên một lần. Nhưng dù có nỗ lực tìm kiếm bao lâu thì vẫn không tìm thấy được thêm gì. Khi được hỏi vì sao hắn không đem chôn những thi thể trong tủ đi, Trung tức giận ra mặt,
mắng chửi Mai và Duyên rất thậm tệ. Đều là do hai con nhỏ đó, chúng nó không dọn đến thì đã không có chuyện gì xảy ra, tao cũng sẽ không bị bắt. Hóa ra hắn đã định giải quyết xác của Ngọc như mọi lần. Nhưng trước khi hắn định làm vậy thì Mai và Duyên đã chuyển đến ở trong căn phòng ấy. Hắn sợ tiếng đào đất trong vườn sẽ bị bọn họ nghe thấy nên mới trì hoãn lại. Còn về xác của Yến, chị họ Mai, thì hắn chưa kịp làm gì đã bị bắt rồi. Sau khi hoàn thành cuộc điều tra, mọi bằng chứng đều đã thu thập xong, cơ quan điều tra quyết định công bố toàn bộ quá trình điều tra, bao gồm cả việc vì sao phát hiện ra được hành vi của hắn, nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân đã bị hắn hại để trao trả về cho gia đình, và chẩn đoán của bác sĩ tâm lý tâm thần nói rõ lý do vì sao Trung lại trở thành một người như vậy. Cái ngày định mệnh khiến cho Trung bắt đầu xảy ra những thay đổi về tâm lý chính là ngày cha hắn phát hiện ra mẹ hắn đã phản bội ông và có nhân tình bên ngoài. Mặc dù mẹ hắn là người sai, nhưng bà lại không biết bản thân phạm lỗi, không những sỉ nhục ông, không ra dáng đàn ông, còn cùng nhân tình đường đường chính chính ân ái trước mặt cha của hắn. Mỗi ngày cha Trung đều bận rộn với công việc, hắn đã lớn cũng chẳng cần bà ta quan tâm chăm sóc như lúc nhỏ. Tất cả những việc bà ta có thể làm chính là giữ cho nhà cửa sạch sẽ và hiếu thuận với cha mẹ hai bên. Nhưng mẹ của hắn lại là một người phụ nữ không biết chừng mực. Cha hắn cũng bị bà ta chọc tức mà lên cơn đau tim, chết trước mặt của hắn. Sau khi chọc cha hắn đột tử, mẹ hắn trong đêm đã chạy theo nhân tình, chỉ để lại hắn một mình đứng gác bên linh cữu của ông. Chuyện mẹ hắn ngoại tình còn chọc tức chết chồng mình đã lan truyền khắp xóm. Trung đi đâu cũng nghe loáng thoáng về chuyện nhà của mình. Dần dần hắn bắt đầu có thiên hướng suy nghĩ tiêu cực. Chỉ cần nhìn thấy đám đông tụ tập, hắn sẽ nghĩ rằng bọn họ đang bàn tán chuyện gia đình của hắn. Không thể khiến cho những người bên ngoài im lặng, lại không thể lấy lại được công bình cho người cha đã mất của mình, cũng không cách nào khiến cho mẹ hắn quay trở lại, khiến hắn cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé và thấp kém. Ngoại trừ việc cứ như một con công suốt ngày mang vẻ bên ngoài ra làm đẹp mắt cho người khác thì hắn chẳng làm được gì cả. Đến một ngày kia, ở trên Internet, hắn vô tình xem được một đoạn video ngắn nói về cách thức trở thành tín đồ của quỷ. Và với một người đang có tâm lý bất ổn như Trung, những thứ vô lý đó chẳng khác nào là ánh sáng hy vọng khiến cho đời hắn bước sang một trang mới. Hàng loạt những video mang nội dung như vậy cứ đập vào mắt hắn. Từ cách thực hiện nghi lễ, cách bố trí bàn thờ và cả những điều cần chú ý, trên đó đều có chỉ dẫn hết. Những bình luận bên dưới những đoạn video đó cũng mang tính chất kích thích rất lớn, vì hắn nghĩ rằng bọn họ chính là những tín đồ chân chính của chú quỷ, vì những điều họ nói ra rất là chân thật. Trung đã tin, và mọi chuyện đã xảy ra theo cái cách mà không ai mong muốn cả. Thông tin về vụ án được những kênh chính thống đăng lên, khiến người ta đặt nghi vấn về sức ảnh hưởng của không gian mạng. Liệu những người đăng bài với những nội dung mang hàm ý tiêu cực có ảnh hưởng xấu như vậy, có nhận ra được mức độ nghiêm trọng của nó hay là không? Đó có lẽ chỉ là một video ngắn dùng để kéo lượt xem, tăng lượt tương tác, vì con người luôn tò mò về những thứ mà họ không biết được. Nhưng hậu quả của nó đôi khi lại vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng Trung đã bị tòa án phán quyết tử hình. Hắn cũng không mời luật sư bào chữa cho mình, không dùng tâm lý bất ổn của mình như một cái cớ, vô cùng thành thật chấp nhận mức án cao nhất cho tội ác của mình. Có điều trước khi rời khỏi tòa, Trung đã cười và nói: "Tao sẽ đến gặp ngài ấy. Còn tất cả các người chỉ có thể gặm nhấm sống qua từng ngày trong cuộc đời đau khổ này mà thôi. Đến khi chết đi, các người cũng không được ngài ấy công nhận, mãi mãi bị đày dưới địa ngục đau khổ này."
Một năm trôi qua, Mai và Duyên đã dần quen thuộc với cuộc sống ồn ào nơi đô thị. Mỗi ngày được chăm chỉ học tập trên lớp, trở về thì đến chỗ làm, tích góp thêm chút chi phí để cha mẹ đỡ lo. Ngôi nhà của Trung trở thành điểm tham quan của đám thanh niên gần xa từ lúc nào không hay. Nhưng Mai nhớ có một lần trong lúc thức dậy lúc giữa đêm bị khát nước, nhìn qua cửa sổ bên kia, cô đã thấy hồn ma của Ngọc đứng ở ban công. Dù không thể nhìn kỹ được, nhưng Mai có cảm giác cô ấy đã xem ngôi nhà đáng sợ kia là một nơi mà bản thân đang sống, không phải bị giam cầm mà là đang tận hưởng. Lúc đó Mai đang nghĩ rằng không lẽ Ngọc đã yêu Trung thật. Cô ở lại đó chính là để giữ lại những ký ức về hắn. Nhưng không một ai có thể nói chính xác được đáp án cho cô nghe. Tháng 4 trong năm, Trung bị tử hình. Sự mất tích của những chiếc đầu người đã trở thành một bí ẩn lớn nhất. Chiều hôm đó, Mai từ trường trở về. Vừa đến gần cổng của khu nhà trọ thì nhìn thấy dì Tuyết cũng từ bên ngoài trở về. Cô thả chậm bước chân để có thể chào hỏi dì ấy. Dì cầm trên tay một cái túi. Lúc đi gần đến thì Mai nghe được âm thanh lộp cộp vô cùng quen thuộc. Buột miệng cô mới hỏi: Bên trong đựng gì mà thấy nặng vậy dì? Dì Tuyết cười lém lỉnh, bước tới mở túi ra cho cô xem. Vừa thấy mấy thứ bên trong, cô liền giật bắn người lùi lại, không tin vào mắt mình. Đó là cái xương đầu của động vật mà. Dì cầm về làm gì? Mấy cái này bằng đồ sứ giả thôi, dùng để trang trí trong mấy cái bể cá, hay là để nuôi mấy động vật bò sát đó mà. Dì có một bà bạn mà chồng bà mê mấy cái này lắm. Hôm nay ra chợ mua đồ cũ, thấy vậy cho nên thuận tiện mua về luôn. Bên đó nói với dì là mặc dù là đồ giả, nhưng mà được chế tác đặc biệt lắm. Chất liệu và thiết kế bên ngoài không khác gì đồ thiệt hết á. Nói đoạn, ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng nói: Ngoài mấy cái này ra, còn có đầu lâu của người nữa đó. Mà dì còn bị ám ảnh cho nên không có mua. Mai không tự chủ, lùi lại hai bước, lịch sự nói thêm mấy câu, rồi cũng trở về phòng. Lúc trời đi, không nhịn được mà nhỏ giọng cảm thán: Gần đây, người lớn đều thích chơi những cái thứ kiểu này vậy hay sao ta? Mai đi hết cầu thang. Vừa đứng trước cửa thì âm thanh cộp cộp kia một lần nữa truyền đến bên tai. Nhưng nó không phải là thực tế nghe được, mà là do cô đang nhớ đến cái thời điểm lần đầu tiên khi nghe được âm thanh đó. Phải rồi, hình ảnh một người phụ nữ xách theo một cái túi vội vàng đi ngang cô. Tiếng lộp cộp như có vật đang ma sát bên trong. Và câu nói của dì Tuyết khi nãy: Chất liệu và thiết kế bên ngoài không khác gì đồ thật đâu. Nếu không khác đồ thật, nghĩa là âm thanh nhất định sẽ giống nhau. Mai lục túi áo lấy điện thoại ra, gọi đến số của đồn công an. Cô đã biết những cái đầu lâu kia đang ở đâu rồi, hoặc ít nhất là cô biết là ai đã lấy đi. Và cái lý do thật sự khiến cho Ngọc vẫn còn vất vưởng bên trong căn nhà đáng sợ kia. Vì sao bà ấy phải làm như vậy? Không phải nói sự yêu thương đó chỉ là giả tạo, vì muốn hắn sau này sẽ không bỏ rơi bà hay sao? Vậy ra người phụ nữ đó thực sự vẫn nghĩ đến tình mẹ con giữa hai người, cho nên mới quyết định bao che cho hắn. Bà ấy sớm đã biết con trai mình bị quỷ dữ thao túng, nhưng thay vì tố cáo, bà ấy lại chọn cách im lặng. Rất nhanh sau đó, những cái đầu của nạn nhân đã được tìm thấy. Nhưng người phụ nữ khi bị bắt đi chỉ im lặng rơi nước mắt, chứ không thốt ra một lời. Cuối cùng vẫn không có ai biết được vì sao bà ấy lại làm như vậy. Buổi tối ngày công an tìm được cái đầu bị mất kia, Mai đã nhìn thấy Ngọc đứng ở ban công của căn nhà ấy, cúi đầu hướng về phía cô. Hồn ma của Ngọc biến thành màu trắng
rồi dần dần trở nên trong suốt. Cô ấy cuối cùng cũng có thể yên nghỉ rồi. Mai đã có thể hoàn thành lời hứa của mình để trả ơn cứu mạng của Ngọc. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Cồn Tính của tác giả Huỳnh Thiên Hương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.